Chuyện chiến lang ở rể. Trường 701 chẳng lẽ mình lại bị cảm à? Mà chuyện cướp lại địa bàn này, bọn họ cũng có thể mượn người từ cấp trên. Bình thường sẽ hẹn nhau 3 ngày sau bắt đầu, đến khi một trong hai phe chịu thua mới thôi. Đương nhiên, trong 3 ngày này là thời gian để đôi bên chuẩn bị, đôi bên không thể có bất kỳ hành vi tự phát nào. Đây chính là quy củ mà Hot Seas đặt ra. Thành phố này, đánh nhau ẩu đả giết người, cũng chả ai quan tâm gì nhiều nhưng khi dính đến việc phân chia địa bàn, Khắc Kỳ Tư đã đặt ra một quy tắc như thế. Cả nhà lại tuấn hoảng sợ nhìn Lê Văn Vân, bọn họ không ngờ là Lê Văn Vân sẽ làm ra chuyện như thế. Bọn họ có bao nhiêu người đầu chứ, còn bên độc thủ hội. Vẻ mặt của gã mang mắt kính cũng hơi run rẩy. anh ta nhìn Lê Văn Vân, hỏi, xin. Xin hỏi mấy người là? Chúng tôi, là Minh Giáo, Lê Văn Vân thản nhiên đáp. Ở một nơi nào đó bên ngoài khu tội ác, Đào bà đang ngồi ở nơi đó, trong tay anh ta vẫn đang cầm bình rượu bia, ngồi móc chân trước một căn nhà gỗ. Bỗng dưng anh ta hắt hơi một cái. Mẹ nó, chuyện gì nữa đây, chẳng lẽ mình lại bị cảm à? Anh ta dùng cái tay vừa mới móc chân lên móc mũi. Ngay lúc này, toàn thân anh ta đột nhiên dùng mình lên như bị bệnh sốt rét. Audio điện tử võ tấn bền. Người của độc thủ hội rời đi, đợi sau khi bọn họ rời đi rồi lại tuần mới lộ vẻ mặt đau khổ ngồi xuống ở cửa ra vào. Ông ta móc ra một điếu thuốc, ngồi ở cửa hút một hơi, chân mày cao lại. Một lúc sau, ông ta thở dài một hơi, nói với vào bên trong, mẹ nó à. Dọn đồ đặc đi, chúng ta rời nhà. Ở cái nơi này, có một vài căn nhà bỏ trống. Rời nhà, nó có nghĩa là bọn họ phải đi tìm lại chỗ ở lần nữa, từ bỏ cuộc sống và công việc hiện tại, nhưng lại tuấn không thể không lựa chọn như vậy lê văn vân đã đắc tội với thế lực kiểm soát con phố này có lẽ cố bạch rất lợi hại nhưng dẫu gì bọn họ cũng chỉ có mấy người mà thôi độc thủ hội mặc dù không phải là thế lực ở khu phía đông nhưng số người tuyệt đối không ít ở phe của lê văn vân lại chỉ có mấy người ông ta thật sự không biết bọn họ làm sao tranh giành với người ta ông ta cảm thấy đám người lê văn vân thật không biết trời cao đất dày ba ngày sau mấy người Lê Văn Vân chắc chắn sẽ bị loạn đạo chém chết. Còn mấy người phụ nữ phạm nhược Tuyết cũng sẽ bị đám người độc thủ hội đưa đi. Đợi khi mọi chuyện đã kết thúc, người chứa chấp đám người Lê Văn Vân nhất định cũng sẽ bị thanh toán. Vì vậy, ông ta định dọn nhà, rời khỏi thành phố này cũng tốt. Chuyển đến một khu vực khác tìm lại một chỗ khác cũng tốt, ông ta chẳng còn muốn ở lại nơi này nữa rồi. Chu Linh sừng sốt. Thực tế thì bà ấy cũng không ngờ mấy người Lê Văn Vân sẽ ra tay càng không ngờ rằng mấy người Lê Văn Vân sẽ nổ ra xung đột với người của độc thủ hội. Lê Văn Vân ở lầu 2 nghe thấy hết tất cả, sau đó anh mới từ lầu 2 đi xuống, nói với Chu Linh, dì Chu, dì đi làm cơm đi, cháu tâm sự với chú một chút. Nói xong, anh lại đi đến bên cạnh Lại Tuấn, ngồi xuống rồi nói, chủ lại, chú không tin bọn cháu sao. Các cậu, bốc đồng quá, Lại Tuấn thở dài một hơi, nói, nhưng tôi cũng không trách gì các cậu, ở thành phố này, vẫn nên chui rèn ý chí cứng rắn cho tốt vào. "Đừng dọn nhà." Lê Văn Vân nói. "Hửm?" Lại Tuấn nhướng mày. "Độc thủ hội ở khu tội ác này cũng không tính là thế lực gì đúng không? tụi cháu có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó với bọn họ." Lê Văn Vân bình tĩnh nói, "Vì vậy chứ không cần phải dọn nhà, cháu sẽ biến nơi này thành khu vực của chúng ta. Bắt đầu kể từ 3 ngày sau, mọi người không cần phải trả khoản tiền bảo kê kia nữa." "Tin cháu?" Lại Tuấn nhướng mày ngồi ở bên cạnh rít hai hơi thuốc. Lê Văn Vân nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, hôm nay lại Tuấn không đưa bọn họ đến quán ba, bọn họ chỉ có thể tự mình đến. Đến cửa quán ba, Lê Văn Vân mới phát hiện ra Lâm Khả Hân đang đứng bên cạnh xe thể thao. Trần Ngôn Thông vẫn còn đang đứng ở cổng, Lê Văn Vân bước đến nói chuyện với anh ta, Trần Ngôn Thông nghe Cố Bạch muốn xin nghỉ phép cũng chẳng nói gì thêm. Sau đó Lê Văn Vân mới đưa Cố Bạch đến trước mặt Lâm Khả Hân. Cố Bạch cười hì hì chào hỏi Lâm Khả Hân, giả làm bạn trai là nghề của tôi, đến lúc đó chắc chắn sẽ không khiến cô mất mặt. chương 702, tôi đã có người trong lòng rồi. Vậy lên xe đi, Lâm Khả Hân nói. Lê Vân Văn vội nói, vậy vậy cái gì, làm phiền gửi ít tiền trước đi. Hừ, Lâm Khả Hân hừ lạnh một tiếng, nói uổng công anh và anh ta trông giống nhau, đúng thật là trong mắt chỉ có tiền. Cô ta nói xong, Lôi một cái phong bì ra ném cho Lê Văn Vân, bên trong có năm cọc tiền. Tất thảy là 50.000, không nhiều không ít. Lê Văn Vân cười ha hả, nói chúc hai người thuận lợi. Sau khi đưa mắt nhìn theo hướng bọn họ rời đi, Lê Văn Vân cảm thán một tiếng, vẫn nên quyết định để Lý Thu cầm số tiền này về nhà trước. Cầm số tiền đó trong tay đi làm khá nguy hiểm. Đây con mẹ nó chính là một số tiền lớn đấy. Tốc độ của Lý Thu phải nhanh một chút hiện giờ lê văn vân vẫn chưa khôi phục chân khí lại hơi lực bất tòng tâm sau khi lý thu cầm số tiền này quay về mới quay lại bên quán ba này lần nữa hai người bắt đầu ca làm như bình thường mà ở một nơi khác lâm khả hân chở cố bạch cô ta trầm giọng nói tôi không biết người bạn kia của anh đã nói rõ với anh hay chưa tên đàn ông cứ dây dưa với tôi tên là nato sau khi anh ta biết anh là bạn trai của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh Cha của anh ta là đầu sỏ của thể lực hàng đầu khu phía tây. Không quan trọng, không quan trọng của bạch cười ha ha nói có thể trở thành bạn trai của mỹ nữ như cô có chết không hối tiếc. Nếu như có thể hợp tình hợp lý trở thành bạn trai của cô thì thật tốt. Đó là chuyện không thể. Lâm Khả Hân thản nhiên nói tôi đã có người trong lòng rồi. Cố bạch sững người sau đó nhếch miệng hỏi không biết người cô thích là ai. Anh ta rất ghê gớm à? Đương nhiên. Lâm Khả Hân nói, "5 năm, năm trước, tôi vừa thấy đã yêu anh ấy, anh ấy đã từng là thánh chủ của khu tội ác, chỉ một trận chiến đã tiến vào siêu cấp. Chỉ tiếc là sau trận chiến đó, anh ấy cũng rời khỏi khu tội ác." Nghe đến đó, trong lòng của Bạch Câm nín, mẹ nó, đây chẳng phải đang nói đến Lê Văn Vân hay sao? Anh ta đã rời khỏi nơi này rồi, cô có thích anh ta cũng chẳng ích gì. Cô Bạch nói, "Nếu không cô từ bỏ đi, suy nghĩ về tôi một chút." lâm khả hân lắc đầu nói anh không hiểu sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố này đến người gác đêm tìm anh ấy anh biết người gác đêm mà nhỉ anh ấy là vũ khí mạnh nhất người gác đêm hoa hệ lâm khả hân thuộc như lòng bàn tay kể lại trong ánh mắt đang tỏa sáng một lúc sau cô ta lái xe đến khu vực gần trung tâm thành phố dừng lại trước của một nhà hàng cố bạch xuống từ bên cửa ghế phụ chủ động mở cửa xe giúp lâm khả hân sau khi Lâm Khả Hân xuống xe, cô ta ngẩn người, vì cô ta phát hiện Cố Bạch chủ động ôm eo cô ta. Cô ta không nhịn được mặt đỏ ửng, nói anh làm gì thế? Nếu là bạn trai cô thì phải giả vờ giống một chút chứ, nếu không người khác sẽ không tin. Cô cũng chủ động một chút đi, đừng có ngại, Cố Bạch nói. Lâm Khả Hân thầm mắng trong lòng hai câu, nhưng vẫn chủ động khoát tay Cố Bạch, hai người đi vào nhà hàng. Nhà hàng này được tính là một nhà hàng khá cao cấp ở khu Đông vốn đang là thời gian ăn tối nhưng cả nhà hàng không có được mấy người. Chỉ có ở vị trí chính giữa, có một cái bàn, trên cái bàn đó có một người đang ngồi, phía sau anh ta có hai hàng người đang đứng. Tuổi của anh ta không lớn, mái tóc được trải chuốt bóng mượt, toàn thân mặc âu phục, đi giày da, trông dáng vẻ như một công tử văn nhã. Nhưng ánh mắt của anh ta khi vừa nhìn thấy Lâm Khả Hân và Cố Bạch, vẻ mặt của anh ta liền trở nên u ám khó coi. Đột nhiên anh ta vỗ bàn, sau đó đứng dậy, nói thăm quát con kia, mày lấy tay đặt trên người khả hân xuống. Cổ bạch bĩu môi, nói anh chính là cái tên dây dưa với bạn gái của tôi đấy à. Cảnh cáo anh, khả hân đã có bạn trai rồi, chính là tôi, sau này anh đừng có dây dưa với cô ấy nữa. Cũng không tự nhìn lại xem mình có cái bộ dạng gì, trông cứ như mấy khúc cây ấy, còn bầy đặt bắt trước người ta cô gái. Trường 703, quả nhiên em không nhìn sai người. Lâm Khả Hân ngây người, cô ta cứ nghĩ đưa cố bạch đến cho tên NATO kia nhìn một cái, để anh ta hết hy vọng. Cô ta vốn cho rằng cố bạch không biết ăn nói, chỉ đứng ở bên cạnh làm ra vẻ bạn trai của cô ta thôi. Nhưng cô ta không ngờ rằng cố bạch lại chủ động như thế, hơn nữa. Còn kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên, sau khi tiếng cố bạch vừa dứt, mặt NATO tái mét. Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, nhìn tròng chọc vào cố bạch, nói, mày muốn chết hả? mấy người đứng sau lưng anh ta nhanh chóng bước đến đứng vây quanh bọn họ vẻ mặt lâm khả hân thay đổi cô ta hối hận muốn chết rồi cô ta không ngờ cố bạch lại to gan như vậy trên thực tế cố bạch có ý định muốn khoe khoang trước mặt mỹ nữ còn về việc lê văn vân dặn dò phải khiêm tốn gì đấy anh ta đã quên mất từ đời dương nào rồi nato Nà anh muốn làm gì tôi cho anh biết nơi này là khu đông lâm khả hân vội vàng nói nato cười khẩy nói, khu đông thì sao, thằng oát này dám ăn nói lỗ mãng với tôi, nó đáng chết. Nói xong, anh ta thản nhiên nói tiếp, giết. Cùng lúc đó, ở một nơi khác tại trung bộ khu đông, có một tòa nhà nằm cách biệt, bên trong tòa nhà cách biệt đó, một người trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Ông ta cau mày, nhìn gã kế toán mặc Âu phục đứng trước mặt mình. Minh giáo, chưa từng nghe nói đến thế lực này, chúng nó mới tới phải không? Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi ông ta là đầu sỏ của độc thủ hội một người đàn ông gốc gã tên là phát đông quân đúng vậy nó mới tới đại khái chỉ có mấy người thôi theo như bành mãnh kể lại tên đã ra tay ít nhất thuộc cao cấp gã đeo mắt kính trước mặt ông ta đáp cao cấp phát đông quân cười khẩy nói có lẽ thế nó mới dám khiêu chiến chúng ta tất nhiên là đã điều tra về chúng ta rồi chỉ sợ người này tối thiểu là đỉnh cấp tiêu chuẩn còn hai người không ra tay thân thủ cũng không thấp. Chẳng qua chỉ là người mới, hẳn là cũng chẳng phải hàng ghế gớm gì, cái thế lực tụi nó nói chắc chỉ vừa được thành lập thôi, chúng ta chấp nhận khiêu chiến cũng được. Nói xong, ông ta thở dài một hơi rồi hỏi, tụi nó tất thảy chỉ có ba nam đúng không, tạo xem như tụi nó đều là ba tên đỉnh cấp, tạo lên cấp trên mượn mấy người đỉnh cấp xuống. Đảm bảo không tự sơ hở nào. Nói xong, ông ta ngẫm nghĩ rồi móc điện thoại ra. Nơi này cũng có điện thoại, Đương nhiên bọn họ không thể nào gọi cước đường dài quốc tế được, mà chỉ có thể sử dụng được nội trong hòn đảo này thôi, tín hiệu cũng chỉ bao phủ trong hòn đảo này. Điện thoại ở bên ngoài gọi lên đảo cũng không có một chút tín hiệu nào. Sau khi ông ta lấy di động ra thì gọi đi, nhanh chóng nói vào trong điện thoại, "Cha giúp tôi một chút, xem nội tình của một tổ chức tên là Minh giáo." Mà việc này đã sớm truyền đi khắp cả khu dân nghèo bên này. Hàng xóm của lại tuần liên tục chạy tới hỏi. Lại Tuấn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thành thành thật thật giải thích với bọn họ. Sau khi mấy người hàng xóm kia biết chuyện, bọn họ đều khiếp sợ. Bọn họ không ngờ là đám người mới tới được lại Tuấn chứa chấp lại khiêu chiến với độc thủ hội. Đa số mọi người đều cảm thấy đám người Lê Văn Vân này điên hết rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng khá mong chờ, bởi vì lại Tuấn nói với bọn họ rằng nếu như Lê Văn Vân đánh thắng, cậu ta sẽ không lấy một đồng phí bảo kê nào. Nó có nghĩa là mỗi người bọn họ mỗi tháng có thể dư ra thêm 500 Luca. Đối với những người khu dân nghèo này, khoản tiền này đủ để cứu lấy tính mạng của bọn họ. Đồng thời, ở một nhà máy bỏ hoang trong khu dân nghèo khu Đông, bên trong nhà máy có một căn nhà gỗ, nơi này chính là căn cứ của Minh Giáo. Và chỗ này cũng chính là trụ sở của Đạo Ba. Anh ta đang ở ngay bên cạnh căn nhà gỗ, cau mày nhăn nhó. Lúc này, một người đang chạy về phía bọn họ người này tuổi tác không lớn lắm, trông cỡ 17-18 tuổi. Tóc tại của cậu ta hơi khô, dáng người cũng gầy nhom, xem ra là do ảnh hưởng không tốt gây nên. Mà cậu ta, chính là một trong hai người thuộc minh giáo. Anh đạo ba, anh đạo ba, cậu ta lao tới, nói quả nhiên em không nhìn sai người. Đạo ba ngồi ở bên kia nghe nói vậy, trên mặt xuất hiện nụ cười, nói cậu nghĩ là tôi nói đùa cậu chắc. Nói cho cậu biết nhé, theo tôi lăn lộn, tiền đồ rộng mở chờ thế lực của chúng ta phát triển rồi sau này chúng ta ăn ngon uống say cũng không thành vấn đề em biết rồi ban đầu em cứ nghĩ anh sẽ âm thầm phát triển thể lực không ngờ là anh lại oai như thế khiêu chiến với đám người độc thủ hội bây giờ khu dân nghèo bên này rất nhiều người đều biết chuyện này đấy minh giáo chúng ta sẽ khiêu chiến với độc thủ hội ba ngày sau là phải chiến đấu rồi anh định một mình đối đầu với bọn họ sao anh đúng là anh dũng thiên hạ vô song cậu chàng gầy nhom kia tỏ vẻ sùng bái với đao ba. Đao ba sừng sốt, ngay sau đó, mồ hôi lạnh trầm chậm dịn ra trên trán anh ta, hết giọt mẹ tới giọt con. Trường 704 Lâm Khả Hân đã thực sự hoảng sợ. Đao ba sắp điên rồi. Đúng, anh ta sắp điên lên rồi. Đúng là anh ta có một dự định, đó là âm thầm phát triển thể lực của mình, đợi khi đủ lông đủ cánh rồi sẽ đi khiêu chiến mấy thế lực quản thúc khu ổ chuột. Người này cũng rất có tình cảm, nếu đánh thắng, anh ta dự định sẽ không bóc lột những người dân nghèo khổ đó, sẽ không thu phí bảo kê của họ, chỉ thu một ít tượng trưng là được rồi. Bởi vì những người anh ta dự định tìm phần lớn đều là dân nghèo, sau đó anh ta sẽ từ từ dạy họ luyện võ. Nhưng điều khiến anh ta bất lực là những con người nghèo khổ đó đã bị thui chột tinh thần, thậm chí họ không hề có ý định chống cự. Anh ta đã tìm được rất nhiều người, nhưng chỉ có hai người sẵn sàng tham gia cùng họ một là đứa trẻ này, còn người kia chỉ là một kẻ ngốc. Sau đó, lại có thêm ba người Lê Văn Vân. Nhưng vẫn còn quá ít. Nhưng anh ta chưa bao giờ bỏ cuộc, thậm chí anh ta còn suy nghĩ rất kỹ càng, phải mất 10 năm để hình thành lực lượng này, còn nghĩ cả tên của cuộc chiến đấu này, đó là phản kháng chiến tranh. Nhưng, con mẹ nó, hiện tại không phải là lúc để phản kháng. Anh ta biết rất rõ về độc thủ hội, lão đại sau lưng bọn họ là một đỉnh cấp, tên là Pháp Đông Quân sau lưng ông ta là một thể lực khác, quy mô đầy đủ, rất đông đỉnh cấp. Bây giờ đụng chạm với họ, chắc chắn là lấy trứng trọi đá rồi. Chuyện này, anh ta nuốt nước bọt. Lúc này, cậu bé kia nói, sự việc đã lan ra khắp khu ổ chuột, người của chúng ta đều biết người của giáo hội chúng ta đã đánh tơi bởi mấy người của độc thủ hội. Hiện giờ rất nhiều người đều đang khen anh, nói hy vọng lần này anh có thể đánh thắng họ, dù sao anh cũng không định thu phí bọn họ mà đao ba nhức đầu vô cùng anh ta vừa nghĩ đã biết chắc chắn là chuyện này do mấy người lê văn vân làm chết tiệt đao ba chửi thề sau đó đi vào căn nhà gỗ cầm đao lên nói trong nhà có cơm chiều cậu tự ăn đi tôi ra ngoài một chuyến sau đó anh ta cầm đao chạy ra ngoài định tìm đám lê văn vân để hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra bên kia trong một nhà hàng sang trọng nhất khu đông lúc này đang rất mất trật tự hơn chục người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất Cố bạch lắc lắc đầu của mình, anh ta mới nuôi tóc, tóc của người gác đêm cũng không dài lắm. Nhưng người này rất đẹp trai, lại bị anh ta đột một ném ra ngoài đầy tao nhã, đang đạp lên mặt Nato. Lúc này Nato bầm dập mặt mũi, cố bạch thở dài, nhóc con à, tại sao lại giả bộ với tôi chứ? Ra tay à, ra tay thử xem, xem ông đây có đánh cho tàn phế hay không? Nato nằm trên mặt đất nhưng vẻ mặt vẫn rất dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, nhóc con, tao sẽ nhớ kỹ, con mẹ nó, mày tiêu đời rồi. Mày có biết bố tạo là ai không, bố tao là... Bùm! Nato còn chưa kịp nói hết câu, cố bạch đã đá vào bụng dưới của anh ta khiến anh ta trượt dài trên mặt đất một đoạn rồi đập mạnh vào tường. Tôi không quan tâm bố của anh là ai, bố của anh là Hotsis thì tôi cũng đánh cho không còn manh giáp. Trước mặt tôi mà giả bộ hả, lần này là cảnh cáo thôi đấy. Nhớ kỹ từ nay về sau cấm đến chiêu chọc bạn gái của tôi, nếu không tôi thấy lần nào sẽ đánh lần ấy, Cố Bạch nói. Sau đó Cố Bạch phủi vết máu trên người, quay lại nở một nụ cười giạng rỡ với Lâm Khả Hân. Lúc này, cả khuôn mặt Lâm Khả Hân đã hoàn toàn đờ đẫn. "Đỉnh, đỉnh cấp, anh đúng là đỉnh cấp." Lâm Khả Hân kinh ngạc nhìn Cố Bạch, cô ta nuốt nước bọt nói, "Tại sao anh lại là đỉnh cấp?" "Đúng vậy, cô ta thật sự không ngờ." Từ lúc Cố Bạch tiến vào nhà hàng chủ động khiêu khích, sau đó đến lúc Cố Bạch ra tay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã hạ gục được hơn cả chục tên. Lâm Khả Hân đã thực sự hoảng sợ. Cô ta có thể nhận ra Cố Bạch là đỉnh cấp, hơn nữa e rằng cũng nằm trong nhóm giỏi nhất của đỉnh cấp, ít nhất cũng là nhân vật nằm trong địa bảng. Chương 705 rõ ràng là cô ta không thiếu tiền. Trong địa bảng chỉ có khoảng 100 người. Đi thôi, trong sự kinh ngạc của Lâm Khả Hân, Cố Bạch bước đến bên cạnh cô ta, đưa tay ôm eo cô ta rồi bước ra ngoài. Khi lên xe, Lâm Khả Hân vẫn chưa hoàn hồn, cô ta nhìn Cố Bạch nói anh là đỉnh cấp. Vậy tại sao lại đến quán ba làm bồi bàn? Anh giỏi như vậy, chỉ cần tìm một thế lực nào đó đầu quân, chắc chắn sẽ được tranh giành, thậm chí anh còn có thể tự mình xây dựng một thế lực. Cố Bạch sướng sờ một hồi, sau đó hơi gượng gạo nói, bà nội nó, ham đóng kịch quá mà quên mất lão đại dặn phải khiêm tốn một chút rồi. Anh ta vội hắng giọng, nhìn Lâm Khả Hân và nói, tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, kiếm ít tiền để sống qua ngày là được rồi, tôi không có hứng thú với nơi giang hồ hiểm ác này." Lời nói dối này thật ngọt ngào. Lâm Khả Hân ngẩn ra, lúc này không hiểu sao trong đầu cô ta lại hiện lên hình ảnh của Lê Văn Vân. Cô ta nghĩ đến một khả năng đáng sợ nên vội vàng hỏi, "Vậy anh có quan hệ gì với người đã giới thiệu anh đến đây?" "Cô nói Lê Văn Vân à?" Cố Bạch hỏi. "Anh ta tên là Lê Văn Vân." Lâm Khả Hân sững sờ một lúc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối người mà cô ta biết trước kia không phải tên này. Đúng vậy, cô Bạch gật đầu nói, anh ấy là bạn của tôi, đi theo tôi lăn lộn kiếm sống, có tôi ở đây sẽ không ai dám bắt nạt anh ấy. Thế nào, tôi rất giỏi phải không, lại trẻ tuổi nữa, cô thật sự không suy nghĩ sẽ làm bạn gái của tôi sao? Lâm Khả Hân ngẩn người một lúc, có vẻ hơi bối rối, khởi động chân ga rồi nói, dù sao, lần này tôi rất hài lòng. Nếu người đàn ông này tiếp tục quấy giày tôi, lần sau tôi lại tìm anh vẫn giá cũ rõ ràng là cô ta không thiếu tiền cô bạch thở phào nói được rồi cho dù là giả làm bạn trai hay là làm bạn trai thật thì tôi vẫn sẽ rất chuyên nghiệp hoàn nghênh lần sau lại đến sau khi đưa cổ bạch trở lại quán ba thì anh ta không có ý định tiếp tục làm việc dù sao thì hôm nay anh ta đã là đại gia kiếm được năm vạn rồi mà anh ta tìm cơ hội để nói cho lê văn vân biết chuyện mình đã ra tay nhưng lê văn vân không quan tâm hôm nay, anh không hề gặp được một người giàu có nào, chỉ được bâu ơ có 100 đồng. Khi họ tan làm, lại Tuấn lại đến đón họ, có điều nhìn mặt lại Tuấn lại rất lo lắng. Khi đám Lê Văn Vân lên xe, lại Tuấn đã lên tiếng ngay, đúng rồi, các cậu gia nhập tổ chức của Đao Ba từ khi nào vậy? Tên Đao Ba đó cũng có một ít bản lĩnh, có điều ít người quá. Chỉ hai ngày trước, cháu thấy anh ta khá thú vị, Lê Văn Vân nói, cho nên mới gia nhập lại tuấn thở dài nói ôi hiện giờ sự việc đã đến nước này tôi chỉ có thể tin tưởng các cậu thôi lê văn vân mỉm cười lúc này lại tuấn mới nói đúng rồi đao ba tới tìm các cậu hình như anh ta không biết chuyện sẽ khiêu chiến với độc thủ hội giờ đang ở trong nhà đứng ngồi không yên ba người lê văn vân lại ung dung cười lại tuấn khởi động xe khi họ trở về nhà thì thấy đao ba đang quanh quẩn đi lại trong phòng khách những người khác cũng không thấy đâu có lẽ đang ngủ anh Đạo Ba, ba người Lê Văn Vân chủ động chào hỏi. Đạo Ba bước tới trước mặt ba người Lê Văn Vân, điều khiến đám Lê Văn Vân ngạc nhiên là anh ta không có ý trách móc mà chỉ cắn răng nói, "Tôi đã nghe lại Tuấn kể lại mọi chuyện rồi, bà nội nó, bọn họ thật quá đáng, dám cướp người phụ nữ của mấy cậu, đúng là không thể thể chấp nhận được." Ba người Lê Văn Vân đều kinh ngạc nhìn anh ta. Đạo Ba cắn răng nói, "Con mẹ nó, dù sao cũng chỉ là chết thôi mà." Lúc tôi thành lập Minh giáo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chết rồi, con mẹ nó, mặc kệ. Nếu các cậu khiêu chiến thì tôi sẽ làm lão đại của các cậu, sẽ bảo vệ các cậu. Đến lúc đó tôi và các cậu sẽ làm một trận ra trò. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 706 đối phương nhiều người thì sao chứ? Anh đạo ba thật có nghĩa khí, nhất định chúng ta sẽ thắng. Lý Thu cười hì hì. Nói đào ba nghiến răng nói tôi nói cho các cậu biết đi theo ông đây lăn lộn thì tiền đồ của các cậu sẽ rất lớn đấy tiền đồ của các cậu sẽ rất lớn đấy đào ba vỗ vỗ cây đao trên bàn sau đó cau mày nói con mẹ nó đối phương là một đỉnh cấp hơn nữa chúng ta chủ động khiêu chiến nên chắc chắn chúng sẽ kéo thêm viện binh đến có thể còn có thêm mấy đỉnh cấp nữa ít nhất cũng phải là năm người trở lên nghĩ đến đây khí thế vừa rồi của anh ta lập tức yếu đi sau đó lại cầm bình rượu treo trên thắt lưng lên mở ra rót vào miệng rồi lại chửi được rồi dù sao sự việc đã đến nước này các cậu cũng đã gia nhập tổ chức của ông thì tôi cũng không thể để các cậu chết được nếu có chết thì phải chết sau lưng tôi bây giờ tôi ra ngoài tìm người đây buổi tối ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau đây cùng đánh với chúng nếu vị kia đồng ý đến giúp thì cũng không phải không có cơ hội lê văn vân ngạc nhiên thật ra lần này khiêu chiến anh cũng không định để đạo ba ra mặt nhưng không ngờ anh ta lại tự tìm đến đây Đối phương nhiều người thì sao chứ? Người gác đêm không nằm trong địa bảng nhưng nếu lấy một mình cố bạch ra so thì thực lực của họ cũng tuyệt đối xếp thứ 20 trong địa bảng. Còn có con át chủ bài Lý Thu, nếu sử dụng tốt còn uy hiếp được siêu cấp. Khiêu chiến với một thế lực nhỏ như vậy, đương nhiên sẽ chẳng là vấn đề gì với họ, thậm chí không cần đến Phạm Nhược Tuyết phải ra tay. Phạm Nhược Tuyết, người gác đêm số 7, nếu nằm trong địa bảng cũng phải xếp thứ 10, thậm chí là thứ 5 chúng ta còn có người giúp đỡ à? Lê Văn Vân hỏi. Tôi còn có một người bạn cũ, cũng không biết anh ấy có bằng lòng giúp không, là cao thủ đỉnh cấp, hơn nữa còn là giỏi nhất trong đám đỉnh cấp. Vẻ mặt đao ba rất dối rắm vừa nói vừa cầm cây đao trên bàn lên, dường như không muốn nói chuyện phiếm với đám Lê Văn Vân nữa, chậm rãi cầm đao đi ra ngoài. Tôi đã nói người này chơi rất đẹp mà, đợi đao ba đi rồi, Lý Thu cười nói. Lê Văn Vân cũng sợ cầm, ở một thành phố như thế này, không có người như Chu Linh, mà người như Đao Ba cũng rất hiếm. Kể cả những người có thể lực lớn, bọn họ có rất nhiều đàn em nhưng cũng chỉ vì lợi ích trước mắt mà thôi. Rửa mặt rồi ngủ đi, Lê Văn Vân nói. Trong hai ngày tiếp theo, ba người Lê Văn Vân vẫn đến quán ba để nhàm việc như thường lệ để nghe ngóng một số tin tức, nhưng Ngao Húc không hề liên lạc với họ. Rõ ràng là Doãn Thi Đan trốn rất kỹ, không hề có một xíu tin tức gì lộ ra ngoài. Tin tức về cuộc thách đấu của Lê Văn Vân cũng đang từ từ lan truyền ở khu đông, đương nhiên người của các thế lực lớn cũng không có hứng thú lắm với chuyện này, dù sao theo ý kiến của bọn họ thì đây cũng chỉ là một cuộc chiến vụn vặt mà thôi. Những người chú ý đến chuyện này đều chỉ là mấy thể lực nhỏ. Đương nhiên, mấy ngày nay không phải Lê Văn Vân không có thu hoạch gì. Trong quán bar, anh cũng biết gần đây khu đông không hề thái bình như vẻ bề ngoài của nó, trừ Lê Văn Vân ra còn có một thế lực mới rất mạnh, cũng là một người trẻ tuổi mới đến thành phố tội ác. Lúc đầu Lê Văn Vân rất mong đợi, cho rằng Hoàng Thi Kỳ đã tìm được đám người Khương Vĩ nên đã âm thầm phát triển thể lực của chính mình tại đây. Kết quả là tối hôm đó, trong quán bar, Lê Văn Vân nhìn thấy những người đến từ thế lực mới. Đúng thật đều là mấy người trẻ tuổi, đại khái là khoảng 20-30 tuổi, toàn bộ đều là người phương Tây. Lê Văn Vân suy nghĩ rằng đó có thể là người gác đêm từ phương Tây gửi người trẻ tuổi đến đây để rèn luyện kinh nghiệm hoặc chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, Lê Văn Vân cũng âm thầm nhớ kỹ những người này, dù sao sự xuất hiện của bọn họ có thể liên quan tới đêm. Vẫn không có tin tức gì của Hoàng Thi Kỳ và Khương Vĩ cả. Dưới tình hình chân khí chưa thể khôi phục, bọn họ chỉ có thể tự mình điều tra chuyện này. Tất nhiên, đối với chuyện hot seas thừa nước đục thả câu, cùng với thời gian cứ trôi qua khiến nỗi tức giận trong lòng Lê Văn Vân cũng không ngừng tăng theo. Anh dự định khi nào khôi phục chân khí, ăn xong hai khúc xương rồng sẽ đi tìm Hot Seas đánh cho một trận. chương 707 nắng gay gắt. Hai ngày nay Lê Văn Vân không gặp ông chủ lớn nào, tiền bâu ơ cũng không kiếm được bao nhiêu, nhưng bởi vì cố bạch kiếm được 5 vạn nên tạm thời bọn họ cũng không thiếu tiền. Thấm thoát đã đến buổi chiều của ngày khiêu chiến. Nắng gay gắt. Vào ngày này, đám người Lê Văn Vân dự định sẽ không đi làm, họ sẽ ở lại nơi này trong 3 ngày tới. Buổi trưa, hầu hết cả phố đều đóng cửa, bởi vì đến tối nơi này sẽ trở thành bãi chiến trường. Đao kiếm vô tình, thậm chí đến buổi chiều có thể sẽ sống mái với nhau rồi, cho nên. Những người trên con đường này, hoặc là tránh ra ngoài thành hoặc trốn ở trong nhà. Họ đã quen với cuộc sống như vậy và cũng có kinh nghiệm đối phó với những chuyện này. Đối với họ, chuyện khiêu chiến xảy ra như cơm bữa, đặc biệt đối với người dân khu ở chuột mà nói, chẳng qua đó chỉ là thay đổi nhóm người thu phí bảo kê mà thôi. Đương nhiên, lần này thì khác, dù sao Lê Văn Vân cũng đã lên tiếng, nếu bạn họ thằng thì sẽ không thu phí bảo kê con phố này. Ở phía nam của thành phố, ở vị trí rìa nhất, có một ngôi nhà, trước cửa ngôi nhà này có một người đàn ông. Trông anh ta rất mệt mỏi thăng trầm, tóc tai bù xù như tổ quả, vừa dài vừa rối tung. Trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi theo năm tháng, Ánh mắt cũng nhuốm màu thời gian đục ngầu. Nhìn cách ăn mặc của anh ta trông giống như một người đàn ông vô gia cư, trên mặt đất trước cửa nhà anh ta có rất nhiều chai rượu, và anh ta cũng cầm một chai rượu trên tay. Anh ta cứ ngồi ở cửa, ngây ngốc nhìn về phía trước. Phía trước, Đào Ba cầm cây đao trong tay đứng đó nói với người ở cửa, "Lão đại, tối nay tôi sẽ đấu với độc thủ hội, mấy người mới mà tôi tìm được rất có tiền đồ." người đàn ông vô gà cư kia nâng đôi mắt mờ đục của mình lên liếc nhìn đao ba. Nhưng lão đại à, rất có thể tôi sẽ chết ở đó, sau này sẽ không mang rượu đến cho anh được nữa. Đao ba cười nói, sau này anh hãy ở đây sống cho tốt vào, hãy cố lên. Thật ra mối thù đó cũng không phải không có cách, lỡ như anh đạt tới siêu cấp thì sao? Đến lúc đó tìm được đem, cho dù có chết cũng phải cắn một miếng thịt của anh ta. Nhìn người đàn ông vô gia cư bất động, đao ba lặng lẽ thở dài, sau đó anh ta quỳ xuống lại người đàn ông kia nói lão đại ơn cứu mạng của những năm này hãy bảo trọng cảm ơn anh nói xong anh ta thở hắt ra siết chặt cây đao trong tay đứng dậy quay người bước đi mới đi được vài bước anh ta chỉ cảm thấy một luồng gió rít bên tại thì đã thấy người đàn ông vô gia cư đứng trước mặt quay lưng lại với anh ta trên lưng người đàn ông vô gia cư mang theo hai thanh đao một dài và một ngắn lão đại anh đây là đào ba sướng người trong giây lát. Vì tất cả những gì đang sống, người đàn ông ăn mặc như một kẻ vô gia cư nói một cách bình tĩnh, sau đó cất bước đi về phía khu đông. chương 708, đồ đạc thu dọn xong chưa? Trần Ngôn Thông không dám trần chờ, tuy trong lòng chỉ mong sao đám người Lê Văn Vân lập tức chết đi, nhưng anh ta cũng không dám quá bất kính với đám người Lâm Khả Hân. Anh ta nhìn khắp nơi, nhỏ giọng nói, nơi bọn họ ở, là khu dân nghèo bên cạnh thành phố, nơi này ấy mà, là do độc thủ hội phụ trách, hai ngày trước, độc thủ hội qua bên kia thu phí bảo kế, sau đó nhìn thấy bọn họ đồng hành cùng một người phụ nữ. Nói tới đây, Trần Ngôn Thông tiếp tục nói, sau đó đám người Lê Văn Vân liền xù lông, xuống tay với người của độc thủ hội, hơn nữa còn khởi xướng khiêu chiến bọn họ. Hôm nay là ngày khiêu chiến, độc thủ hội bên kia mời tới 4 năm vị cao thủ đỉnh cấp hỗ trợ, cộng thêm người đứng đầu phát đông quân của bọn họ, có lẽ đến buổi tối đám người Lê Văn Vân sẽ bị loạn đạo chém chết thôi. Cái gì, sắc mặt Lâm Khả Hân khẽ thay đổi. Không đúng, Chu Linh Linh bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ đám người Lê Văn Vân không biết quy tắc sao? Phí bảo kê, bọn họ thì biết cái gì, chỉ là đám người mới mới đến khu tội ác, lanh tranh láo táu, rất không hiểu chuyện, anh ta tưởng chỗ này giống bên ngoài chỗ anh ta ở sao? Trần Ngôn Thông nói, Chu Linh Linh còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Khả Hân trực tiếp kéo tay cô ta nói, đi, ra ngoài, Chu Linh Linh bị đẩy ra bên ngoài, trực tiếp lên xe. Chu Linh Linh nhíu mày hỏi chúng ta đi đâu? Đi xem bọn họ sao? Lâm Khả Hân bình tĩnh nói, Cố Bạch coi như đã giúp tôi một ơn lớn. Cái tên Lê Văn Vân kia lại có vẻ ngoài giống anh ấy như Đúc. Đối phương huy động năm cao thủ, số người còn lại có lẽ phải hơn trăm người, quy mô như vậy, cho dù cái tên của Bạch là đỉnh cấp, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Tôi phải đi tìm ba tôi, bảo ông ấy ra mặt một trận, bất kể thế nào. Tôi vẫn muốn giữ mạng cho mấy người bọn họ." Chu Linh Linh ngẩn người, sau đó gật đầu nói, "Quả thật đúng vậy, người có vẻ ngoài giống anh ấy đúng là hiếm thấy, chúng ta trở về đi." Lúc này đám người Lê Văn Vân vẫn đang ở nhà, tầng 1, một, một nhà ba người Chu Linh, lại Tuấn đều đang khẩn trương muốn chết, bọn họ ở tầng 1, dáng vẻ có chút đứng ngồi không yên. "Ba nó hà Chu Linh cắn răng nói, "Nếu không ông cầm con dao phay qua đi, bổ sung thêm nhân số cũng được mà." khóe miệng lại tuấn giật giật, nói, bà muốn tôi đi chết à. Chu Linh sửng sốt một hồi, sau đó không nói gì. Đúng vậy, lại tuấn chưa từng được huấn luyện, ông ta chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hơn nữa vóc dáng còn có chút gầy, có lẽ sức chỉ đủ làm nông, bước vào trong loại chiến đấu này thì không khác gì chịu chết. Đồ đạc thu dọn xong chưa? Lại Tuấn hỏi. Thu dọn xong rồi, Chu Linh nói. Tóm lại, đợi lát nữa thấy chuyện không ổn, Chúng ta trực tiếp chạy đi." Lại Tuấn thở dài một hơi nói, "Chúng ta coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi." Tầng 2, Lê Văn Vân đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía đối diện nói, "Vãn Hà, Cố Bạch, chính diện hôm nay có lẽ phải giao cho hai người rồi." Trong tay Cố Bạch và Trương Văn Hà đều cầm một thanh đao, Cố Bạch cười ha hả nói, "Một đám vô dụng bỏ đi thôi, đợi lát nữa tôi một đao một người." Lê Văn Vân nhíu mày nói, "Đừng sợ suất, người của thành phố này đều có đủ kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa khả năng phối hợp của bọn họ còn rất cao, bọn họ cũng sẽ dẫn theo một chút viện quân. Có lẽ chính là mấy người đỉnh cấp." Liễu Ngọc ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt cô ấy bất an không yên, nhìn Lê Văn Vân hỏi, "Lê Văn Vân, nếu không hay là anh ở lại đi, chúng ta?" Lê Văn Vân cười nói, "Tới cuối cùng ra ngoài thì vẫn phải ra ngoài, nếu không bằng này người cũng quá ít rồi." Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh cười nói, Liễu Ngọc yên tâm đi, chúng tôi khá lợi hại đó, tôi sẽ đi theo bên cạnh Lê Văn Vân, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách sự an toàn của anh cô, cô cứ thành thật chờ ở nhà là được, ở cùng đám người chú lại, đừng ra xem biết không. Đối phương có thể sẽ dùng súng ống, lỡ có cướp cò thì đạn không có mắt đâu. Ồ, Liễu Ngọc gật đầu, Lý Thu chắc cũng đến rồi, Lê Văn Vân nói, chỗ này, thật ra không thích hợp cho Lý Thu phát huy. Cố Bạch nói: "Tầng chết nơi này không cao lắm, chắc anh ta đi tìm tòa kiến trúc cao nhất rồi, cơ mà chúng ta không cần phải quan tâm đến anh ta, nói chung là tên cháu trai này sẽ tự tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất." Chương 709 thế này có khác nào đi chịu chết đâu. Lê Văn Vân gật đầu nói: "Hình như Đào Ba không đến đây. Hiện tại cũng tầm bây giờ rồi." Cốc, cốc, cốc. Ngay sau đó, dưới tầng vang lên một trận tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng lại Tuấn vang lên. Lê Văn Vân, đám người đao ba đến rồi. Lê Văn Vân gật đầu, anh thở vào một hơi nói, người của đối phương chắc cũng vào vị trí rồi, chúng ta đi xuống thôi. Anh dẫn theo Liễu Ngọc cùng đi xuống từ trên tầng, lúc này, ánh mắt mấy người đều rơi vào một bóng dáng lôi thôi lách thách ở ngoài cửa, đột nhiên đối con người của bốn người Lê Văn Vân đồng thời co rút. Ánh mắt bọn họ, chuẩn xác rơi vào song đao sau lưng kẻ lang thang kia. Song đao một dài một ngắn, là song đao tiêu chuẩn riêng của người gác đêm. Người này, đạo là lấy được từ người gác đêm hay chính anh ta là người gác đêm? Trong lòng Lê Văn Vân thoáng suy nghĩ. Ái chà, tên nhóc này còn mang theo cả đồ nghề ha, Đao Ba cười nhìn Lê Văn Vân nói, tôi đi tìm bạn đến đây, trận chiến này cũng không phải không thể đánh được. Lê Văn Vân gật đầu, trên lưng anh không đeo phá không và vô danh, dù sao hiện tại anh cũng không có chân khí, đeo đạo trên lưng cũng không có tác dụng gì phạm nhược tuyết đeo một chiếc khẩu trang đen một đầu tóc ngắn tư thế oai hùng hiên ngang hai cô nhóc này cũng đi cùng sao đạo ba hỏi phạm nhược tuyết cau mày lê văn vân gật đầu nói ừ đạo ba lại nhìn về phía lê văn vân hỏi anh không có vũ khí sao tôi không cần lê văn vân cười sau đó nói với lại tuấn chú lại nhà đầu dì chu mọi người ở đây chờ là được đừng ra bên ngoài làm gì Ngoài ra Liễu Ngọc còn phiền chủ gì chăm sóc ạ?" À? Lại Tuấn gật đầu. Lê Văn Vân mỉm cười, mục đích là muốn khiến cho bọn họ thoải mái, thả lỏng hơn chút, sau đó quay đầu nói, "Đi thôi." Bọn họ đi tới cửa, tên lang thang đứng ở bên kia, trong tay cầm theo một chai rượu, anh ta không thèm nhìn Lê Văn Vân lấy một cái. Đợi sau khi Lê Văn Vân đi ra ngoài, anh ta đi theo đám người Lê Văn Vân, một nhóm tổng cộng 6 người, chậm rãi đi lên đường phố. Lúc này trên một con phố dân nghèo, bỗng chốc có vô số người chuyển mắt nhìn về phía bọn họ. Rất nhiều người ở tại đây đều hy vọng người thống trị con phố này có thể đổi người. Sau khi bọn họ nhìn thấy đội hình của đám người Lê Văn Vân, cả người liền u mê. Một tên đao ba, người này bọn họ khá quen thuộc, ngày nào cũng thấy mặt anh ta trên ngã tư lửa người ta tham gia vào bang hội của anh ta. Hai người mới, trong đó có một người đến vũ khí cũng không có. Hai cô gái, về việc phụ nữ tham gia loại hình chiến đấu này, đại đa số người bình thường đều mang theo một loại cảm giác kỳ lạ. Trừ những người đó ra, còn có một kẻ lang thang đang ở uống rượu. Mà bên độc thủ hội, ít nhất có đến 200 người, hơn nữa trong đó còn có 5 cao thủ đỉnh cấp tỏa chấn. Hây, thế này có khác nào đi chịu chết đâu. Đồng thời trên một vài sân thượng của các tòa nhà cao tầng, có không ít người đến xem cùng nhìn về phía bên này. Khi bọn họ thấy cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày. Nhân số của đám người Lê Văn Vân thật sự quá ít. Lúc này, Đào Ba dường như đã phản ứng kịp, anh ta nhíu mày hỏi, "Má nó, không phải còn có một tên đàn ông nữa à? Anh ta sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy mất chứ?" Lê Văn Vân cười nói, "Yên tâm đi, anh ta chắc đã xuất hiện tại nơi anh ta nên xuất hiện rồi." Cộc cộc cộc. Ngay phía sau, một trận tiếng bước chân vang lên, đám người Lê Văn Vân dừng lại, nhìn về nơi xa ở nơi cách đó không xa, từng bóng người bắt đầu xuất hiện, một đống người chậm rãi xuất hiện ở cuối ngã tư đường, từ từ đi về phía bọn họ bên này. Nhân số có sự chênh lệch quá lớn, khiến cho đao ba nhịn không được nuốt nước miếng, anh ta nắm chặt cây đại đao trong tay, cắn răng nói con bà nó. Đợi lát nữa cứ trốn hết sau lưng tôi, đúng lúc này, người như kẻ lang thang kia bình tĩnh mở. Miệng, sau đó anh ta liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái, cầm chai rượu trong tay uống ực một ngụm. Chương 710, đúng vậy, minh trong bình minh đó. Ở nơi xa, tại một tòa nhà cao tầng nào đó, Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đang đứng ở trên sân thượng, chỗ lan can có một người đàn ông trung niên đang ngồi, ông ta đầy hứng thú nhìn về phía đường phố bên kia nói, "Sáu người à? Thật thú vị." Lâm Khả Hân đứng ở bên cạnh, cô ta bĩu môi nói, "Ba, đợi lát nữa nếu bọn họ đánh không lại, ba nhất định phải ra tay bảo vệ tính mạng bọn họ đó." người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cô ta khóe miệng ngậm ý cười hỏi chật chật thể nào bên trong đó có tên nhóc nào con thích sao thích cái khỉ gió lâm khả hân nói chỉ là bọn họ đều là bạn bè con quen trong lúc vô tình thôi con cực kỳ thích bọn họ tóm lại ba à đợi lát nữa nếu bọn họ thua ba nhất định phải ra tay giúp con bảo vệ tính mạng của bọn họ đó biết rồi biết rồi người đàn ông trung niên thở dài một hơi nói những nơi khiêu chiến như thế này thật sự chẳng thú vị gì, cơ mà sáu tên đối phó hơn trăm người, trái lại cũng có chút thú vị. Phía dưới, người bên đối phương càng ngày càng đến gần, chưa đi được bao lâu, người của đôi bên đã dừng tại nơi cách nhau khoảng 30 mét, đứng ở đằng trước, là một người đàn ông trung niên hói đầu, trong tay ông ta chống một cây đao, nhìn đám người Lê Văn Vân từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói, chỉ có sáu người. Lê Văn Vân mỉm cười, vừa định nói chuyện, đúng lúc này, đao ba cảm thấy mình là lão đại, cho nên anh ta cắn răng đứng dậy nói, sáu người thì làm sao? Đối phó với đám người các ông, chỉ vậy là đủ rồi. Đạo ba, phát đông quân nhìn đao ba nói, tôi từng nghe nói, mỗi ngày cậu đều lêu lỏng. Khu dân nghèo này, muốn thành lập tổ chức gì đó, trước kia tôi còn không nhớ rõ, hiện tại tôi nhớ ra có phải nó tên là Minh Giáo đúng không? Anh ta tiến lên một bước, cười như không cười nhìn đao ba. Đạo ba cười khẩy nói, đúng vậy, Minh trong bình Minh đó thôi quên đi, tôi còn tưởng là thể lực khó lường gì mới nổi lên, kết quả con mẹ nó lại là mấy tên vô dụng. ông ta có chút mất kiên nhẫn khoát tay nói, như vậy đi, Đào Ba, cậu quỳ xuống dập đầu mấy cái với tôi, sau đó tặng ba người phụ nữ kia cho tôi, khiến ông đây sảng khoái thì chuyện này coi như thôi, cậu còn có thể giữ lại được một cái mạng. con bé đeo khẩu trang kia, dáng người không tồi đâu. lúc này, một người trung niên đứng bên cạnh phát đông quân cười nói đứng cùng hàng với Phác Đông Quân, tổng cộng có bốn người, hiển nhiên chính là những người Phác Đông Quân mời đi theo hỗ trợ. Trong đó ánh mắt của vài người đều đảo qua đảo lại trên người Phạm Nhược Tuyết, chuyện này khiến ánh mắt Phạm Nhược Tuyết bắt đầu trở nên buốt lạnh. Thế thì có thể ra tay rồi. Cố Bạch đứng sau Đạo Ba, bỗng nhiên mở miệng nói. Đạo Ba gật đầu nói, qua bảy giờ là có thể ra tay, thắng cho đến bằng giờ này ba ngày sau, bọn họ thủ, chúng ta cũng mới thôi có điều tình huống hiện tại thì ai thủ ai công cũng chẳng sao cả. Có thể xuống tay là được, người ăn mặc rách dưới như kẻ lang thang vẫn không nói gì kia, bỗng nhiên mở miệng, sau đó lại cầm chai rượu rót vào miệng một ngụm. Chỉ trong chớp mắt sau đó, anh ta đột nhiên ném chai rượu ra ngoài. Con, con, trên thân anh ta đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế. Đỉnh cấp, bên phía đối phương, sắc mặt phát đông quân bỗng thay đổi. Giao cho tôi. Mười nói chuyện bên cạnh hắn ông ta cười khẩy một tiếng, sau đó rút đạo lao thẳng vào kẻ lang thang kia. Mà Lê Văn Vân đứng sau, đôi lông mày hơi nhíu lại. Người này, chỉ sợ không kém cạnh đâu, Phạm Nhược Tuyết nói. Đó là đương nhiên, lúc này, Đào Ba nói, đây là lão đại của tôi đó, đại khái vào 10 năm trước, người ta cũng đã tiến vào top 10 người gác đêm rồi. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi. Lúc này, Đào Ba đột nhiên rút đao, hét lớn một tiếng, vì toàn bộ những người đang sống tại đây. Hở, sắc mặt Lê Văn Vân hơi đổi, anh không nghĩ tới đạo ba này, lại gào lên một câu như vậy. Đối mặt với đối phương nhiều người như thế, anh ta hoàn toàn không sợ, bay thẳng đến phía trước vung cây trường đao, xông tới. Audio điện tử võ tấn bền chương 711 lại là hai tên đỉnh cấp. Khoảng cách 30 mét, đối với một cao thủ đỉnh cấp mà nói, chỉ là chuyện trong chấp. Mắt, tên mở miệng đùa giỡn Phạm Nhược Tuyết bên đối phương nháy mắt đã đến gần kẻ lang thang. Phút, ngay trong chớp mắt ấy, bỗng nhiên một tiếng xé gió cùng tiếng kêu rên vang lên, tên cao thủ đỉnh cấp cái nhằm vào kẻ lang thang, cả người ông ta đột nhiên bay ngược về sau. Chuyện này, tình huống gì vậy? Phát đông quân lạnh cả sống lưng, ông ta tập trung nhìn lại mới phát hiện trên trán người kia, có một lỗ máu, ông ta chấn động nhìn về phía đao ba đang xông tới. Chân khí ngoại phóng, lại một đỉnh cấp, hơn nữa còn giết chết chỉ trong một giây. Cái tên đao ba này lợi hại thế sao? Ông ta ngây ngẩn cả người. Người kia đương nhiên không phải đao ba giết, đạo ba vung một đạo, chỉ là tiếp thêm can đảm cho mình thôi. Người kia chết, đương nhiên là do bị Lý Thu đứng ở trên cao bắn tỉa. Bia di động, nổ tung đầu, đạn đặc chế, một súng đi, một đỉnh cấp chết. Kẻ lang thang thoáng dùng trong tích tắc, đôi mắt anh ta hơi nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua một phía khác, sau đó cũng không dừng lại nữa, song đao trong tay lao vào trong đám người chỉ trong một chốc người ngã ngựa đổ nhưng rất nhanh lại có hai tên đỉnh cấp vọt về phía anh ta ngăn cản anh ta cộng thêm một đám người xung quanh phối hợp trợ giúp kẻ lang thang nhanh chóng rơi vào tình thế bị động phát đông quân gào lớn đối phương chỉ có một cao thủ đỉnh cấp chém chết cho tôi bao vây toàn bộ bọn họ con bà nó cướp địa bàn của bố mày đừng hòng tên nào mong được sống lê văn vân chớp mắt nói người này, có chút chuyện xưa, đừng để ông ta chết. Được rồi, cố bạch nhếch miệng nói, chúng ta cũng không thể lạc hậu được. Con, con, lại hai tiếng rút đao vang lên, đồng thời, chân khí hùng hậu cùng bộc phát ra từ trên người cố bạch và trương văn hà. Trường đao chỉ về phía trước, hai người yên lặng nói, vì tất cả những người đang sống ở. Đây, đỉnh cấp, lại là hai tên đỉnh cấp. Phác Đông Quân cảm nhận được luồng khí thế ấy, đầu óc ông ta như muốn nổ tung. Lúc này, đã có ba tên đỉnh cấp ra tay, mà Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết, hãy còn đứng tại chỗ, hoàn toàn không có ý định ra tay, trên trán ông ta, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lại thêm một tên đao ba còn chưa xác định, trong lòng ông ta có chút giật mình, nhóm người này, sẽ không phải sáu tên đều là đỉnh cấp chứ. Ông ta lập tức cắn chặt răng, rủa thầm trong lòng, còn bà nó, sáu tên đỉnh cấp thì đã sao, bọn chúng chỉ có sáu người, dù là đỉnh cấp thì cũng phải quỳ ở chỗ này cho ông. Chúng ta đi ngăn cản bọn họ, mỗi người một tên, những người khác giải quyết kẻ lang thang, mọi người chặn hai tên kia. Phát đông quân gào to, đồng thời một cao thủ đỉnh cấp khác vùng đao vọt về phía cố bạch bên này. Đao ba cũng không nhìn thấy khí thế bùng nổ trên người cố bạch, lúc này quá hỗn loạn, một mình anh ta ngăn cản ba cao thủ đỉnh cấp, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lúc nhìn thấy có cao thủ đỉnh cấp phát đạo nhằm vào cố bạch, anh ta vẫn ra sức bước lui, đồng thời hét lớn một tiếng, muốn đánh người anh em của ông, vậy thì phải bước qua xác của ông đã. Anh ta dơ đạo nhằm vào cao thủ đỉnh cấp kia. Phụt, phút, ngay sau đó, một tiếng xé gió lại vang lên. Cao thủ nhằm về phía cố bạch, cả người bay lên trời, sau đó ngã vật trên đất. Trên chán, xuất hiện thêm một lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Ba tên đang tấn công đạo ba nhất thời ngu người, bọn họ chỉ nhìn thấy đao ba dơ đao, sau đó, người kia cứ thế mà chết tươi. Đã hai tên cao thủ đỉnh cấp, vô duyên vô cớ mà chết như vậy. Bọn họ giật mình nhìn đạo ba. Người này, là tên cao thủ giả heo sơi tái cọp giả hay gì? Trong lòng bọn họ giật mình. Đám người phát đông quân hoang mang, ông ta cũng chấn động nhìn đạo ba. Trong lúc bất chợt ông ta chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, liên tục hai cao thủ đỉnh cấp bị giết chết trong vòng một nốt nhạc rồi. Người này, chẳng lẽ là siêu cấp? sống lưng Phác đồng quân lạnh toát. Ông đang nhìn chỗ nào đó, ngay sau đó, giọng cổ bạch vang lên bên tai ông ta. Phác đồng quân biến sắc, dây tiếp theo, một luồng chân khí cuồng bạo đánh thẳng vào ông ta. chương 712, nhận thua không? Cái tên nhóc kia đang làm gì vậy? Chu Linh Linh thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được cạn lời nói, anh em của anh ta chiến đấu ở phía trước, còn anh ta thì lại núp ở phía sau ăn. Kem que, có lẽ anh ta chưa từng luyện võ. Lâm Khả Hân cau mày nói. Lúc này Chu Linh Linh mới gật đầu, sau đó hình như cô ta có vẻ nghĩ không thông, bèn nghiêng cổ hỏi, đúng rồi, cố bạch này là cao thủ đỉnh cấp, vì sao anh ta lại chạy đến quán ba làm thêm chứ? Lâm Khả Hân chia hai tay ra nói, làm sao tôi biết được? Cậu ta không chỉ là đỉnh cấp, ba Lâm Khả Hân đúng phía sau bỗng nhiên mở miệng nói, ba tên đỉnh cấp đang tham chiến kia, đều có thể là người trên địa bảng, Ba đối đầu trực diện với bọn họ, cũng không nắm chắc có thể thắng. Trong nháy mắt thốt ra lời này, Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đều ngây ngẩn cả người. Đỉnh cấp trên địa bảng đặt ở khu tội ác này đã là một trong những người lợi hại nhất rồi. Ba người Cố Bạch đó, mạnh thế ư? Thế vì sao bọn họ phải đến quán ba làm việc? Với trình độ của bọn họ, tìm bừa một tổ chức cũng có thể gia nhập được mà. Bởi vì là người mới ư? vừa mới đến khu tội ác cho nên không biết gì hết. Bọn họ nhìn chiến trường, ngay sau đó, một tiếng hét đau đớn vọng lại, nhưng trong một vùng trời tràn ngập tiếng hộ sung phong liều chết ấy, âm thanh này nhỏ đến không thể nghe thấy. Cùng với tiếng kêu rên, tên đỉnh cấp đang chiến với kẻ lang thang, hét lên rồi ngã gục. Thực lực của người gác đêm thần súng bắn tỉa, trong nháy mắt bộc lộ không sót chút nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lâm Khả Hân ở phía sau bỗng nhiên nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đều đứng ở đó, thật ra đám người bên này cũng có người đang xông tới, muốn đối phó với bọn họ, nhưng vừa có người đến gần mấy người Lê Văn Vân trong vòng khoảng chừng 10 mét thì đều tự dưng lăn đùng ra chết. Người phụ nữ đeo khẩu trang kia, chỉ sợ mới là người lợi hại nhất trong nhóm người này. Ba của Lâm Khả Hân bỗng nhiên nói: "Thật ra ông ta cũng không thấy rõ Phạm Nhược Tuyết ra tay thế nào, bởi vì ánh sáng không quá tốt." Khoảng cách giữa bọn họ lại có hơi xa. Nhưng ông ta có thể cảm nhận được, những người ngã xuống kia chắc chắn có liên quan đến Phạm Nhược Tuyết. Tại hiện trường, Lê Văn Vân vẫn đứng ở đó, anh cười tít mắt nhìn tất cả, thế lực nhỏ bậc này lại có thể mời đến tổng cộng 5 đỉnh cấp đã khiến Lê Văn Vân kinh ngạc không thôi, đương nhiên, đám người này không hề có chút khiêu chiến nào với bọn họ. Cho dù không có kẻ lang thang giúp, bọn họ cũng thoải mái giải quyết, tuy nhiên số của bọn họ quả thật không nhiều lắm nhưng đều là cao thủ. Cho nên lúc Lê Văn Vân đi ra, đã mang theo hai que kem, anh không có chân khí nên không có cách nào ra tay, chỉ đành đứng quan sát trận chiến thôi. Còn về đám người muốn đâm đầu đến giết bọn họ, đều do Phạm Nhược Tuyết giải quyết, Phạm Nhược Tuyết là người gác đêm số 7, y thuật và sức chiến đấu của cô đều tương đối cao, hơn nữa toàn thân giấu đầy vũ khí, ngân châm, dao phẫu thuật. Những người ngã xuống trước mặt bọn họ đều là bị cô dùng ngân châm đánh bại. Rầm, ngay phía sau, một bóng người bỗng nhiên bị quăng ra. Cao thủ đỉnh cấp bị Trương Văn Hà chặn lại, bị cô ấy dùng một đao đánh bay, ngã dầm xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy rung động, trông chắc không sống nổi rồi. Đồng thời một bên khác, phạt đồng quân bị Cố Bạch chém một đao rách toạc vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ, hiện đang quỳ trên mặt đất, ông ta thở hổn hển từng ngụm. Chương 713 khi ấy bọn họ đều thấy được cảnh tượng Người của độc thủ hội nhìn trên mặt đất, vừa rồi bọn họ đều bận đánh nhau nên không có cẩn thận chú ý, hiện tại vừa nhìn mới thấy, trong vài phút ngắn ngủn, bọn họ phát hiện năm đỉnh cấp bên mình thì có đến 4 tên ngã xuống chết rồi, còn lại có một người, trên cổ đổi phương còn đang kè kè lưỡi đao của đối thủ. Suốt, cố bạch nhếch khóe miệng, sau đó trường đạo di chuyển, cắt đứt hiết hầu phát đồng quân. Vị đỉnh cấp cuối cùng, cũng đã đi nốt. Trong nháy mắt người của độc thủ hội đều tê cả ra đầu, Bọn họ hoảng sợ nhìn mấy người kia. Đến giờ mới được bao lâu đây? Không muốn chết thì đều cút hết cho bố mày, muốn chết thì cứ việc xông lên đánh với ông." Anh ta giơ trường đao, lớn tiếng quát. Dưới sự huy động của chân khí, giọng nói của anh ta vang vọng khắp cả con phố. Trong phòng, cả nhà tại Tuấn và Liễu Ngọc tràn đầy lo lắng. Bên ngoài vang vọng tiếng hét thấu trời, đủ để chứng minh nhân số của đối phương rất đông, mà bên bọn họ chỉ có 6 người. Chỉ có 6 người mà thôi. Đặc biệt là Liễu Ngọc, mấy ngày qua bà ta ở cùng với đám người Lê Văn Vân, được nghe nói rất nhiều lần chuyên Lê Văn Vân còn chưa khôi phục gì đó, vì thế trong lòng cô ấy càng thêm lo lắng cho Lê Văn Vân. Nhưng bọn họ không dám ra xem, bọn họ lo lắng đạn bay tới, một phát xuyên thủng cơ thể bọn họ. Mãi đến khi tiếng hét của Cố Bạch vang lên bên tai. "Đây, hình như là tiếng Cố Bạch." Chu Linh nói. Sau đó tiếng hát hò bên ngoài từ từ nhỏ lại, sau cùng biến thành lặng ngắt như tờ. Hình như yên tĩnh rồi, ba nó à, nếu không ông lặng lẽ đến cửa xem thử đi. Chu Linh hỏi, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ kết thúc rồi sao? Lại Tuấn cắn răng, sau đó lặng lẽ chạy tới cửa, mở một khe cửa, kế đó ông ta thấy được một màn khiên sông ta chấn động. Bên ngoài, vài người đứng ở đằng kia, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết vẫn đứng trên bãi đất trống, phía trước bốn người ngạo nghễ cầm trường đao trong tay đứng đó mà cả một đồng người của độc thủ hội lúc này lại bắt đầu ném vũ khí trên mặt đất loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng va chạm của vô số binh khí với mặt đất vang vọng khắp không gian sau đó người của độc thủ hội bắt đầu quỳ xuống trên mặt đất lại tuấn hoang mang ông ta vốn tưởng trận chiến này nếu đã kết thúc thì kết cục chỉ có một đó chính là đám người lê văn vân trực tiếp bị đối phương chém chết Ông ta cũng đã đóng gói xong đồ đạc của mình, đặt trên xa vân tại rỗ ở cửa, chỉ cần có chuyện chẳng lành, ông ta lập tức lái xe vận tải bỏ chạy. Hoặc không cũng phải đánh liên tục ba ngày, đánh rất lâu rất lâu mới phải. Cả đời này, ông ta đã nhìn thấy rất nhiều tình huống như vậy, đánh đến mấy ngày trời, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Nhưng hiện tại, mới chỉ vài phút trôi qua, người của độc thủ hội, hình như đã đầu hàng rồi. Ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm chứ, ông ta dụi hai mắt mình. Sao vậy? Chu Linh hỏi. Lê Văn Vân, Lê Văn Vân bọn họ, hình như thắng rồi, lại tuấn nuốt nước miếng nói. Hả? Chu Linh sửng sốt nói, nhanh vậy à? Bà ta ôm nha đầu, kéo Liễu Ngọc cũng chạy về phía cửa, trong chớp mắt bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bọn họ cũng hoàn toàn đờ đẫn. Không chỉ có bọn họ, trên con phố bình dân này, lúc rất nhiều người cùng phát hiện ra không gian yên tĩnh đến lạ, lúc giọng nói của Cố Bạch vang lên, bọn họ cũng bắt đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, khe cửa. khi ấy bọn họ đều thấy được cảnh tượng. một người đàn ông trung niên đầu chọc phạm vỡ đeo xích, trên người có một vết sẹo hung dữ, giơ thanh đao nhuốm máu trong tay mình lên, chỉ thẳng lên trời, lớn tiếng quát: từ hôm nay trở đi, con phố này thuộc về Minh Giáo, thuộc về đạo ba. trên sân thượng một tòa nhà cao tầng nào đó, cách hiện trường đại khái khoảng mấy trăm mét, trong miệng Lý Thu đang ngậm một điếu thuốc. Đây là điếu thuốc anh ta đốt từ lúc bắt đầu trận chiến, lúc này thuốc còn chưa hút hết. Khóe miệng anh ta khẽ ồ một tiếng nói, thật vô nghĩa, kết thúc nhanh quá rồi. Anh ta cất súng bắn tỉa đặt trên nóc nhà vào túi vải, đeo trên lưng, sau đó xoay người. Song trong tích tắc anh ta vừa mới xoay người ấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người không nhịn được lui về phía sau hai bước, giật mình nhìn nơi mình vừa mới đứng. Chương 714 anh ta biết người này nguy hiểm cỡ nào. Trên sân thượng, một người đang ngồi xổm ở đó, cười tít mắt nhìn anh ta, mà trước đó anh ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Lý Thu giật nảy mình, tuy hiện tại Lý Thu còn không có chưa đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cấp, nhưng là một tay súng bắn tỉa đỉnh cấp, năng lực quan sát và năng lực cảm ứng của anh ta thật ra đều thuộc loại đứng đầu, ấy thế nhưng anh ta hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Anh ta lui về phía sau hai bước, lúc này mới chăm chú nhìn về phía người kia. Cô ta ngồi xổm trên sân thượng, đang cười tít mắt nhìn Lý Thu. Trông cô ta không lớn, dáng vẻ chỉ tầm 30, trên người có một loại ý vị đặc trưng chỉ có thiếu phụ, vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, đứng trong hàng ngũ người đẹp đỉnh cấp. Lý Thu nhanh chóng nhận ra người này là ai, anh ta biết người này nguy hiểm cỡ nào. Anh ta thở hắt một hơi nói, là cô. Người phụ nữ kia cũng nhìn anh ta, trên trán mang theo một loại phong tình, liếc mắt nhìn Lý Thu một cái, sau đó cô ta lại nghiêng đầu nhìn phía phía dưới, lẩm bẩm nói, năm năm rồi, không nghĩ tới mấy người lại xuất hiện, ngày đó trong quán ba có mấy phục vụ sinh mới, đều đến từ bên ngoài, tôi tò mò đi xem thử, phát hiện quả nhiên là các người, đến khu tội ác sao lại không chào hỏi tôi. Cô ta mặc bộ váy đen, ngồi xổm ở bên đó, giống như một con mèo khiêu gợi. Lý Thu nhướng mày nói, quán ba dạ sắc là do cô mở. Đương nhiên, người phụ nữ khẽ cười, vẫn ngồi xổm trên sân thượng, nhìn Lê Văn Vân phía dưới đang ăn kem que hỏi, mấy người đến đây bao lâu rồi? Chuyện này không liên quan tới cô, lão đại của chúng tôi không muốn phô trương, tới nơi này chỉ vì giải quyết một chút chuyện sau đó sẽ rời đi. Lý Thu bình tĩnh nói, giữa chúng ta, không có bất cứ liên quan gì. Ô, người đàn ông như anh, thật không hiểu phong tình. Người phụ nữ khe cười một tiếng, sau đó lại thở dài một hơi nói, tôi đã đợi mấy người dòng giã 5 năm, năm trời đó, Lý Thu không dám khinh thường, anh ta dựa lưng vào lan san, nhìn xuống dưới, dường như đang có ý định nhảy xuống, nhưng sau khi quan sát xong, anh ta lại có chút băn khoăn, vị trí này của anh ta, tổng cộng có 12 tầng, nếu anh ta nhảy xuống. Chắc không chết cũng phải tàn phế. Sợ à, người phụ nữ váy đen cười hì hì nói. Sợ ư, Lý Thu cười khẩy một tiếng nói, đời này tôi không biết chữ sợ viết thế nào, nếu cô dám ra tay với tôi, lão đại của tôi nhất định biết là cô ra tay anh ấy sẽ báo thù cho tôi người phụ nữ đứng lên cô ta về phía lê văn vân phía dưới sau đó che miệng nói hiện tại hình như tình huống cơ thể anh ta không được tốt lắm thì phải đôi con người của lý thu đồng hơi co rút người phụ nữ váy đen nhảy từ trên sân thượng xuống toàn thân lý thu đều căng cứng yên tâm đi tôi trong lúc đó vội ý biết được mấy người nên đến thăm mấy người thôi mấy trò bé còn con này của các người không khiến cho quá nhiều người chú ý người phụ nữ váy đen nói tiếp sau khi trở về hình như mấy người không muốn phô trương cho nên tôi đây sẽ tạm thời không nói ra chuyện của mấy người đương nhiên chuyện này còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào bảo lê văn vân lúc rảnh rỗi nhớ đến tìm tôi tôi ở nơi nào chắc các anh cũng biết rồi nói xong cô ta xoay người đi về phía cầu thang lý thu đứng đứng yên tại chỗ rất lâu quá một lúc anh ta mới đặt mông ngã ngồi trên đất sau lưng áo đã bị mồ hôi túa ra ướt đẫm. Anh ta biết người phụ nữ này, hơn nữa bọn họ còn từng có ân oán trong lúc cùng chung một tiểu đội, nhân vật cấp đại lão của khu tội ác, sức chiến đấu siêu cấp, đứng thứ 11 trong thiên bảng, miêu nữ Doãn Nhu. Chờ thêm một lúc, anh ta mới từ từ thở vào một hơi, di chuyển bước chân, từ trên sân thượng từng bước đi xuống dưới. Mà tại hiện trường, trận chiến này cũng đã kết thúc trong khoảng thời gian cực ngắn, Lê Văn Vân cũng không đuổi giết tận cùng đối với đám người đã mất đi thủ lĩnh kia mà trực tiếp cho bọn họ rời đi, lần khiêu chiến này bọn họ thành công nắm được quyền làm chủ con phố này. Nhìn thấy mọi người rời đi, kẻ lang thang ngồi trên mặt đất, sờ soạn lục lọi một hồi trên. Người mấy kẻ đỉnh cấp đã chết, tìm được một chồng tiền, sau đó anh ta cắm hai thanh đạo vào vỏ, đeo lên lưng, kế đó hơi gật đầu với đám người Lê Văn Vân bên này rồi xoay người đi đến cuối ngã tư đường. Lê Văn Vân có chút tò mò nhìn kẻ lang thang. Chương 715, đương nhiên là từ chối tất cả rồi. Trong lòng anh thấy hơi lạ, đã từng nằm trong top 10 người gác đêm, tại sao lại xuất hiện tại khu tội ác này, hơn nữa cho dù anh ta có xuất hiện tại nơi này, cũng không đến mức thảm thế kia chứ. Ngoài lúc ra tay, những lúc khác, trong dáng vẻ anh ta như sống không còn gì luyến tiếc, trong ánh mắt cũng không có lấy chút thần thái nào. Nhìn anh ta rời đi, Đạo Ba vội vàng đuổi theo, nói vài câu với anh ta nhưng cái kẻ lang thang kia vẫn không nói chuyện cũng không liếc nhìn đao ba lấy một cái cứ thế chậm rãi đi đến cuối ngã tư đường lúc này đao ba mới chạy về trên người anh ta có thêm một vết thương vừa rồi tuy anh ta không đánh nhau với đỉnh cấp nhưng lại bị một đám người điên cuồng tấn công cho nên vẫn bị thương chút ít chẳng qua vết thương cũng không nghiêm trọng mẹ nó trong mấy tên nhóc các người lại có đỉnh cấp đạo ba nhìn cố bạch mắng một câu lê văn vân nhìn anh ta cười sau đó nhìn xung quanh nói, xung quanh có lẽ còn có không ít tai mắt, có gì chúng ta về nhà chú lại rồi nói tiếp." Đào Ba gật đầu, trong ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ hưng phấn. Chỉ bằng trận chiến ngày hôm nay, danh tiếng của bọn họ đương nhiên sẽ vang khắp con phố, đến lúc đó anh ta lại chiêu binh mãi mã, chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Thậm chí có lẽ còn có người chủ động tới tìm anh ta cũng nên. Tuy chỉ đánh chiếm được một con bố bần cùng, mà trận chiến kia cũng chỉ thuộc dạng nhỏ bé tại thành phố này sẽ không có quá nhiều nhân vật lớn chú ý tới, nhưng anh ta vẫn cực kỳ hưng phấn, bước đi đầu tiên ấy tuy đi hơi sớm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Một nhóm sáu người, vào trong phòng, đám người lại tuấn nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân trở về thì vội vàng chạy đến hỏi các cậu. Thắng rồi ư? Lê Văn Vân nhìn về phía bọn họ cười nói, vận may không tệ, thắng rồi. Lại Tuấn giật mình, bọn họ nhìn đám người Lê Văn Vân, Nhìn trên thân thể đám người Lê Văn Vân không có vết thương nào, ông ta nuốt nước miếng. Ông ta đã rõ, mấy người lần này ông ta cho ở nhờ, tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ vận mệnh của một nhà ba người bọn họ sẽ thay đổi vì đám người Lê Văn Vân. "Chú lại, chú đi theo bọn họ lên lầu trước đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đời lát nữa sẽ có một vài người tới tìm chúng ta đó." Lê Văn Vân cười nói. Bọn họ thuộc thế lực mới nổi lên, hơn nữa trong trận chiến vừa rồi có ba cao thủ đỉnh cấp ra tay, những thế lực đứng xung quanh quan sát, tất nhiên sẽ phải người đến mượn sức. Liễu Ngọc vốn đang muốn hỏi nhiều thêm mấy câu, nhưng nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, cô ta không kịp hỏi nhiều, ngay lúc đám người Phạm Nhược Tuyết đi đến, cô ta cũng đi cùng bọn họ, rời khỏi tầng 1, đi lên tầng 2. Chu Linh vừa đi, vừa hưng phấn nói, hiện tại đám người Lê Văn Vân đã chiếm được con phố này, về sau chúng ta không cần nộp phí bảo kê nữa, có thể tiết kiệm được 500 Luca. Đào ba nghe thế, những mày nói, không cần nộp phí bảo kê là có ý gì. Cả nhà tại Tuấn và Phạm Nhược Tuyết đều đã lên tầng, Lý Thu còn chưa trở về, lúc này tại tầng 1, chỉ còn có ba người đào ba, Cố Bạch và Lê Văn Vân. Cố Bạch nghe thấy lời đào ba nói, cười ha hả, anh không biết à. Chúng tôi đã đồng ý với người dân của con phố này, nếu chúng tôi chiếm được con phố thì sau này sẽ không thu phí bảo kê của bọn họ. Đạo ba ngẩn ngơ, sau đó cười khổ nói chuyện này đừng có không thu chứ, thu ít đi một tí cũng được, tôi không phải vì chuyện tiền nong, nhưng minh giáo chúng ta cần phát triển, cần thêm người, sau khi những người đó nhập hội lại không được chút lợi lộc nào, thế có mà nhập hội cái con khỉ. Lê Văn Vân cười nói, kiếm tiền ấy mà, còn rất nhiều cách, hiện tại anh đã nắm trong tay con phố này, anh có thể nghĩ ra một số ý tưởng, biến con phố này thành dáng vẻ mà anh muốn, sau đó sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn, như thế không tốt sao. Đạo ba ngẩn người, sau đó xua tay nói tôi đâu có biết làm chuyện này đâu tóm lại sau này về mặt phó bảo kê của con phố có thể không cần thu lê văn vân mở miệng nói hiện tại chúng ta nói chuyện chính đi hở đao ba sửng sốt một hồi lê văn vân nói vừa rồi chúng ta thắng trận đám người từng chơi với độc thủ hội trước kia nhất định sẽ tới tìm chúng ta đàm phán hoặc là thế lực khác cũng có khả năng tới mượn sức chúng ta anh nghĩ thế nào đạo ba lập tức nhíu mày sau lưng độc thủ hội nhất định còn có chỗ dựa vững chắc, bọn họ thu khoản tiền này thì chắc chắn phải giao ra không ít tiền cho người đứng sau bọn họ. Nếu hiện tại không tìm được chỗ dựa vững chắc, vậy thì người đứng sau độc thủ hội bị mất đi một món hời nhất định sẽ không để yên. Lê Văn Vân nói đúng lắm, không thu tiền của dân thường trên con phố này, ý chính là bọn họ sẽ đứng về phe đối đầu với đám người kia. Độc thủ hội chỉ có thể coi là một thế lực xếp hàng chút thôi. Đào ba nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi, vậy anh nghĩ thế nào? Đương nhiên là từ chối tất cả rồi. Lê Văn Vân cười nói. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, ở cửa, có tiếng bước chân truyền đến, đồng thời trong tầm mắt cũng xuất hiện mấy bóng người. chương 716, rắc rối lại đến. Lúc Lê Văn Vân nhìn thấy đám người đến thì thoáng ngẩn người. Đội hình tới, tổng cộng có bốn người, cầm đầu là một người đàn ông có gương mặt phương Tây, anh ta mặc áo gió, vẻ ngoài vô cùng điển trai. Khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc chính là, anh lại biết đám người này, bốn người này chính là đám người hào phóng Elena và Evan đã ném nghìn Luca cho Lê Văn Vân vào ngày đầu tiên anh đi làm tại quán bar. Bọn họ đi đến chỗ trống trong phòng, trên mặt Elena mang theo sự quyến rũ, chân thành đi đến nói với Lê Văn Vân, anh dai nhỏ, không nghĩ tới mấy anh lại mạnh đến vậy. Các anh đã giỏi thế tại sao còn phải chạy tới quán ba làm phục vụ thế? lê văn vân nhướng mày anh không nghĩ tới nhóm người đầu tiên tìm đến lại là bốn người evan này sắc mặt evan không dễ nhìn lắm anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện đám người lê văn vân sau đó lấy ra một điếu thuốc tự nhiên châm lửa đốt thuốc từ từ hít một hơi nhìn đao ba nói đao ba từ trước đến nay tôi còn không biết ở khu đông có cao thủ số một như anh đó liên tục giết chết hai đỉnh cấp chỉ trong một giây trận chiến này xem như đã khiến tôi nhớ kỹ anh rồi đao ba ngẩn to te một hồi. Lê Văn Vân và Cố Bạch ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bọn họ biết rất rõ, hai tên đỉnh cấp đã chết kia là bị bắn chết, chứ không phải là bị đao ba giết chết. Chẳng qua lúc đó, đao ba trùng hợp dơ lên đao, cộng thêm tiếng động ở hiện trường quá lớn. Đại đa số người đều không nghe được âm thanh của tiếng súng bắn tỉa, cho nên tưởng lầm là đao ba dùng chân khí ngoại phóng, cách không giết chết hai người kia. Tôi nói ngắn gọn nhé, Evan hít một hơi thuốc, sau đó nhìn về phía ba người Đao Ba và Lê Văn Vân nói: "Độc thủ hội, trước kia có chúng tôi chống lưng, bọn họ quản con phố nhỏ này, mỗi tháng sẽ đưa cho chúng tôi tầm khoảng 500 vạn Luca. Tôi không có hứng thú với việc ai quản con phố này, chỉ cần mỗi tháng đưa cho chúng tôi 500 vạn thì tôi cũng có thể làm chỗ dựa cho các anh." Nói xong anh ta lại nhìn về phía Lê Văn Vân và Đao Ba nói: "À, quên tự giới thiệu, mấy người có thể gọi tôi là huyết thủ Evan." Lê Văn Vân chưa từng nghe qua cái tên này nhưng đôi con người của đao ba có hơi co rút, anh ta nuốt nước miếng nhìn về phía Evan nói, anh chính là huyết thủ Evan đứng thứ 36 trên địa bảng. Evan vô cùng hài lòng về việc đao ba từng nghe qua tên mình, anh ta bình tĩnh nói, biết là được rồi, vậy coi như đã quyết định chuyện này nhé. Đao ba dường như đang bị chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, quên cả từ chối. Evan nói, vốn dĩ mấy ngày gần đây, chính là ngày độc thủ hội đi thu tiền, nhưng vì mấy người chủ động khiêu chiến nên bên đó còn chưa nộp khoản tiền kia lần này coi như giao cho mấy người phụ trách thu tiền vậy sau khi thu xong giao tiền cho tôi là được tôi sẽ để lại địa chỉ cho các anh đao ba nuốt nước miếng lê văn vân thấy nãy giờ anh ta vẫn không nói gì mỉm cười nói chuyện này chỉ sợ phải khiến anh thất vọng rồi nghe thấy lời lê văn vân nói evan ngẩng đầu nhìn về phía lê văn vân sống mũi cao thẳng hếch lên giọng điệu có vẻ lạnh lùng, là tôi nghe nhầm sao? Anh vừa mới nói cái gì? Lê Văn Vân thản nhiên nói, anh không nghe nhầm, ý của tôi là, sau này có lẽ anh sẽ phải mất đi 500 vạn kia, bởi vì sau khi chúng tôi lấy được quyền thống trị khi phố này, anh đao ba nhà chúng tôi là người nhân nghĩa, không quen thấy người dân phải chịu khổ, cho nên đã quyết định, không thu phí bảo kê của người dân, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm duy trì hòa bình cho khu phố này. Đồng thời trong lòng anh cũng đang tức giận mà mắng, còn bà nó, mấy cái thế lực tại khu tội ác sống cũng sung sướng quá nhỉ. Bọn họ chỉ cần ngồi không, mỗi tháng phía dưới đều có người nộp 500 vạn lên, tuy có thể anh ta sẽ phải chia cho thuộc hạ của mình, nhưng con số đó chỉ là từ một con phố của bọn họ. Khó trách lúc ở quán ba lại cho tiền bao ơ hào phóng như vậy. Nghe thấy lời Lê Văn Vân nói, khóe miệng đau ba hơi giật giật, nhưng cũng phản ứng kịp, sau đó thở dài một hơi nói, chúng tôi không định dựa vào bất cứ thế lực gì, chỉ định dựa vào chính mình, tương lai cũng sẽ không giao tiền cho các vị đâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Elena xuất hiện nụ cười, cô ta nhìn Lê Văn Vân nói, anh dai nhỏ, lần trước tôi còn cảm thấy anh rất đáng yêu, hiện tại thì, bỗng chốc anh lại biến thành người đáng ghét, thật không hiểu chuyện, tôi có thể nói cho mấy người biết, nếu mấy người không giao khoản tiền cho tôi, chúng tôi có thể sẽ khởi xướng khiêu chiến với mấy người đó, chúng tôi không phải đồ vô dụng như đám người độc thủ hội đâu nói xong anh ta liếm đôi môi khêu gợi nói anh rất có thể sẽ chết đã hiểu chưa cố bạch bĩu môi nói vừa lúc tối nay tôi còn chưa có đánh đã đá. nể tình mấy người đến khiêu chiến tôi có thể một đao chém chết mấy người evan nhìn về phía cố bạch bởi vì trận chiến kết thúc quá nhanh mấy đỉnh cấp bị người của bên lê văn vân giải quyết hết nên từ lúc trận chiến đấu kết thúc cố bạch cũng chưa ra tay nhiều nhưng evan biết người này rất mạnh cho dù là chính mình gặp phải cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng evan nhìn cố bạch cười khẩy một tiếng nói anh quả thật cũng không tệ lắm rất mạnh nhưng mà nhân số của các anh quá ít đối phó với chúng tôi các anh không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào thử thì biết cố bạch cười hì hì nói có lẽ cô nhiều người nhưng tôi đảm bảo cô dám tới khiêu chiến thì cô sẽ không sống được tính cách cố bạch vốn phóng khoáng rộng rãi nhưng anh ta cũng là người điên cuồng Đối mặt với khiêu khích của Evan, anh ta hoàn toàn không thèm quan tâm. Evan thở hắt ra một hơi, hiển nhiên trên mặt có thoang qua vẻ tức giận, ánh mắt sáng quắc nhìn ba người Lê Văn Vân, sau đó thở ra một hơi nói, anh cho rằng tôi đang thương lượng với mấy người sao. Cho các anh ba ngày thời gian, 500 vạn, các anh tự mình bỏ ra cũng được, đi thu tiền từ đám dân quèn kia cũng được, nhưng một đồng cũng không thể thiếu, nếu anh không nộp, tôi sẽ khởi xướng khiêu chiến với mấy người sắc mặt đao ba kiểm hơi thay đổi. Elena nhìn Lê Văn Vân, có chút đáng tiếc nói, anh trai nhỏ, đừng có nghĩ quẩn trong lòng mà, tôi còn rất thích anh đó. Lê Văn Vân cười nhìn về phía Elena, sau đó lại nhìn về phía Evan, bình tĩnh nói, nếu đã như vậy thì hôm nay các vị ở lại chỗ này luôn đi. Con, âm thanh vang lên, cố bạch trực tiếp rút đao, trường đao trực tiếp chĩa về phía đối phương. Lê Văn Vân, cũng không phải người dễ chọc, danh hiệu chủ nhân khu tội ác cũng không phải chỉ nói bằng miệng. Ánh mắt Lê Văn Vân dần trở nên lạnh lẽo, anh nhìn Evan nói anh là cái thá gì. Ngoài cửa, có vài người đang đi về phía bên này, chính là đám người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh. Hiện tại, đến phiên ba của Lâm Khả Hân, chủ động nói muốn gặp đám người Lê Văn Vân, cho nên ba người bọn họ cùng đi tới chỗ của Lê Văn Vân bên này. Nhưng vừa mới đến gần, bọn họ liền nghe cuộc nói chuyện của đám người Lê Văn Vân, Nghe thấy Lê Văn Vân ngang ngược như thế, hai cô gái không nhịn được mà ngẩn ra. Trong đầu bọn họ, đồng thời hiện ra dáng vẻ khúm núm của Lê Văn Vân lúc còn ở quán bar, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi thấy lạ. chương 717 kết thúc. Trong phòng, bầu không khí bỗng chốc dương cung bạt kiếm, Lê Văn Vân vừa dứt lời, cố bạch trực tiếp rút đao, trường đao chém ngang, dưới ánh đèn hiện lên bóng loáng, cố bạch liếm môi, nhìn bốn người e vần nói, cháu trai này, cả bốn cùng lên đi, xem ông đây có thể giết chết mấy người không. Evan nhíu chặt lông mày, anh ta không nghĩ tới mấy người Lê Văn Vân lại ngang ngược như thế. Có điều bọn họ cũng không bị mấy lười của Lê Văn Vân chấn nhiếp. Người sống lâu trong thành phố này đều trải qua những ngày liếm máu mà sống, không ai sẽ sợ đến tiểu cả gia quần chỉ vì vài câu nói. Trên mặt Elena và ba người còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn. Evan nói, xem ra, không thể thỏa thuận rồi, nhưng mà tôi vẫn cho anh ba ngày thời gian, 3 ngày sau tôi muốn nhận được 500 vạn, không lấy được, vậy thì tối sẽ khiêu chiến với mấy người. Vãn Hà, Lê Văn Vân chẳng muốn nhiều lời, anh trực tiếp mở miệng. Tại cửa cầu thang, Trương Vãn Hà vác đao đi xuống, Lê Văn Vân vỗ đao ba, sau đó lùi về sau hai bước. Hai người cùng lùi đến chân cầu thang, trong mắt Lê Văn Vân toát ra ánh sáng lạnh nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm bốn người kia, liếm môi nói kéo ra ngoài, chém uy hiếp. Lê Văn Vân, tiểu đội 11762 đã từng là hạng cuồng ngạo cỡ nào tại khu tội ác, loại tạp nham như Evan cũng xứng uy hiếp anh sao? Đôi con người của Evan và Elena đều hơi co rút, đặc biệt là Elena, vẻ mặt cô ta nhìn Lê Văn Vân có chút mất tự nhiên và kỳ lạ. Người từng vì tiền bâu hơ mà thổi chai rượu trước mặt bọn họ, hiện tại lại dám nói muốn chém bọn họ. Cô ta chấn động nhìn Lê Văn Vân, sắc mặt Evan cũng hơi thay đổi, hai người này đồng thời ra tay, lại thêm một vị vô cùng thần bí, cộng với đao ba giết chết vài tên đỉnh cấp chỉ trong một giây, anh ta thật sự không dám nắm chắc. Ngay sau đó, ở cửa vàng lên giọng nói, vừa mới kết thúc một trận chiến đã đánh nhau thì không ổn lắm đâu, không bằng các vị nể mặt lâm mỗ mà dừng ở đây. Mọi người nhìn về phía cửa, có ba người đi đến. Chính là Lâm Khả Hân, Chu Linh Linh cùng với ba của Lâm Khả Hân. Lúc Evan nhìn thấy ba của Lâm Khả Hân, sắc mặt hơi đổi, sau đó vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, ông Lâm. Trong giọng điệu anh ta mang theo sự cung kính. Lê Văn Vân nhìn thấy người trung niên này, cơ mặt có hơi co giật, anh có ấn tượng với người này, lúc trước chắc đã từng gặp, mặt ngoài trông anh vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong đầu đã hiện ra một cái tên, Lâm Chí Viễn. Người đứng đầu ba đại thế lực của khu đông thủ lĩnh của Phúc Thanh Hội, cao thủ đỉnh cấp đứng thứ sáu trên địa bảng. Ngay lúc Lê Văn Vân nhìn về phía ông ta, ông ta cũng đang quan sát Lê Văn Vân, sau đó nhướng mày nói, giống quá, quả thật quá giống rồi. Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh tỏ vẻ kỳ lạ nhìn Lê Văn Vân, vừa rồi bọn họ cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân của hiện tại và Lê Văn Vân trong quán bar, hoàn toàn là hai người, chuyện này khiến trong lòng hai người cảm thấy rất lạ. Lâm Chí Viễn nhìn về phía Evan, sau đó mỉm cười nói, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai vị, vị đao ba này nắm được quyền quản lý con phố, vì không muốn người dân nghèo bên này phải chịu khổ, cho nên cậu ta làm như vậy, không có gì đáng trách. Như vậy đi, về sau, phúc thanh hội của tôi sẽ đến làm chỗ chống lưng cho minh giáo, con phố này cũng nhét vào phạm vi quản lý của phúc thanh hội tôi. Evan, cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu muốn khiêu chiến thì chúng tôi sẽ tiếp. Cơ mặt Evan co giật kịch liệt, anh ta không nghĩ tới Lâm Chí Viễn lại chạy tới nơi này. Anh ta không dám trêu chọc Lâm Chí Viễn, vì thế anh ta thở dài một hơi, sau đó ném tàn thuốc xuống đất rụi tắt, nếu ông Lâm đã nói như vậy, tôi còn tiếp tục muốn chiến thì chính là không biết điều rồi. Nói xong, anh ta đứng lên, nhìn mấy người Lê Văn Vân một cái thật sâu, nói chúng ta đi. Trên mặt Elena vẫn mang theo nụ cười duyên, cô ta làm một cái hôn gió với Lê Văn Vân nói, anh trai nhỏ, tôi càng ngày càng thích anh rồi. Sau này chúng ta vẫn còn gặp lại ở quán ba đấy. Nhìn thấy bốn người rời đi, trong lòng Lê Văn Vân cũng hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phó với người như Evan, tất sẽ phải xảy ra chút va chạm, trước khi chân khí của anh khôi phục, nếu có thể khiêm tốn, anh vẫn nên cố gắng khiêm tốn một chút, lỡ khiến bên đem kinh động rồi mời siêu cấp đến nơi này, sẽ khiến tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm. Ngay sau đó, Lâm Chí Viễn bỗng nhiên nhìn Lê Văn Vân mở miệng hỏi, cậu chính là Lê Văn Vân đúng không? Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu có vẻ ngoài tương tự với người nào đó, gần như giống y như đúc, chỉ khác mới khí chất không. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó nói, hai vị bên cạnh ông đã từng nhắc với tôi rồi, nhưng tôi không biết bọn họ nói tới ai. Cũng phải, cậu không phải cậu ta, trước kia cậu ta khuấy cho khu tội ác hỏng bét, hơn nữa mỗi lần đánh nhau với người ta, đều xông lên phía trước, phía sau cậu ta, luôn luôn có 11 người, đánh trái chắn phải cho cậu ta, 11 người kia cứ đeo khẩu trang. Lâm Chí Viễn nói, nhưng vừa rồi cậu lại núp ở phía sau ăn kem que. Cố Bạch cùng Trương Vãn Hà bên cạnh Lê Văn Vân, hiểu ý cười, sau đó, nơi đáy lòng bọn họ lại dâng lên một chút bi thương. Tiểu đội 11.762 có 12 người, đã từng là 12 người, bây giờ chỉ còn lại có mấy người bọn họ thôi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó nói, bất kể thế nào, vẫn phải cảm ơn ông vừa rồi đã giải vây thay tôi. Lâm Chí Viễn ngẩng đầu, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân nói, hết cách rồi, cô con gái này của tôi vô cùng thích người kia, mà cậu và người kia lại giống nhau như đúc, nó không muốn thấy cậu chết, đám người các cậu, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng đắc tội với Evan thì vẫn còn quá sớm, xét cho cùng thì nhân số của các cậu vẫn quá ít. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía cố bạch, dừng một chút lại nói, hơn nữa, tôi cũng không phải giúp không công, tôi có thể phụ trách quản lý khu phố này giúp các cậu, cậu không muốn thu phí bảo kê của người dân nơi này thì không thu. Nói xong ông ta lại nhìn về phía Đào Ba. Nhưng tôi muốn nói với các cậu một chuyện. Sự ra đời của phí bảo kê chính là một hình thức sinh tồn của khu tội ác. Tin tức từ bên phía các cậu truyền ra ngoài nhất định sẽ người dân nghèo từ nơi khác tuồn về đây. Đến lúc đó sẽ động đến lợi ích của một vài thế lực ở khu vực khác. Nếu thuộc sự quản lý của tôi thì còn đỡ, nhưng khu đông còn có hai đại thế lực khác. Đến lúc đó nếu động đến lợi ích của bọn họ, chỉ sợ đến lúc đó lại nói lê văn vân chỉ cười không quá mức để ý chỉ cần anh khôi phục lại chân khí tất cả sẽ chẳng còn là vấn đề đương nhiên tôi cũng không thể giúp các cậu không công lúc này lâm trí viễn bỗng nhiên cười nói tôi hy vọng cậu nhóc này có thể gia nhập với chúng tôi đúng vậy ông ta thật sự rất tán thưởng cố bạch cố bạch nhướng mày anh ta nghiêng đầu nhìn lê văn vân lê văn vân ra hiệu bằng tay cho anh ta ý bảo anh ta đồng ý Cố Bạch khẽ nói, gia nhập với ông cũng không thành vấn đề, nhưng bình thường tôi muốn ở cùng với bạn bè tôi, mặt khác tôi cũng không thể thiếu tiền lương. Lâm Chí Viễn gật đầu nói, cao thủ như cậu gia nhập vào hội của chúng tôi, tiền lương đương nhiên không phải ít. Bình thường cũng chẳng mấy khi có chuyện, có điều nếu bên tôi gặp rắc rối, cậu phải đến giúp một tay. Vậy không thành vấn đề, Cố Bạch cười hề hề nói. Đây vốn là một trong những suy nghĩ của Lê Văn Vân, ngay từ đầu anh đã định để Cố Bạch gia nhập vào thế lực lớn của khu đông, chỉ khi ở trong loại thế lực này mới có thể dễ dàng thu thập được một vài tin tức. Tuy quán ba cũng là nơi thu thập tin tức rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là vài tin tức nhỏ, đến nơi đây uống rượu say rồi cũng không thiếu người khoác lác. Dầm! Đúng lúc này, tại cửa bỗng nhiên vang lên tiếng động. Lý Thu đeo súng bắn tỉa sau lưng xuất hiện tại cửa, anh ta nhìn vào phòng, đang định nói gì đó nhưng lúc nhìn thấy đám người lâm khả hân, lại khẽ trao mày, sau đó anh ta kéo ghế dựa ngồi xuống, Lê Văn Vân có thể cảm nhận được hai chân anh ta đang run rẩy. Lâm Chí Viễn rất biết cách tùy mặt gửi lời, ông ta thấy Lý Thu có chuyện muốn nói với đám người Lê Văn Vân, bèn mỉm cười nhìn Cố Bạch nói: "Thế được rồi, ngày mai tôi bảo Khả Hân đến đón cậu, đưa cậu đến chỗ chúng tôi đi dạo một vòng, bình thường không có chuyện gì thì cậu muốn làm gì thì làm." "Được." Cố Bạch gật đầu. Lâm Khả Hân nhíu mày, nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, Muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Lâm Chí Viễn kéo đi. Đợi cho Lâm Chí Viễn rời đi, Lê Văn Vân mới nhìn Lý Thu hỏi, "Chuyện thế nào đây?" Chương 718 Miêu nữ. Trạng thái của Lý Thu quá không thích hợp rồi, anh ta có vẻ rất sợ hãi. Loại tình huống này rất hiếm thấy, là một người gác đêm, bọn họ quả thực có thể coi thường sinh tử, nhưng mà sự sợ hãi lúc này của Lý Thu dường như phát ra từ trong linh hồn. Lý Thu nhìn thoáng qua đao ba, sau đó cau mày. Lê Văn Vân nói với đạo ba, thế này nhé, anh đạo ba, anh có thể tránh đi một chút được không? Lên tầng 2 nhé, lát nữa chúng ta lại thương lượng về chuyện phát triển được không? Đạo ba nhìn thoáng qua đám người Lê Văn Vân, thật ra anh ta cũng cần bình tĩnh lại. Sự việc của hai ngày qua dẫn đến việc khiêu chiến lần này, anh ta cũng như bị đặt trên đống lửa. Không ngờ người mình tiện tay chiêu mộ vậy mà lại mạnh như vậy. Chiêu mộ được ba nam, còn thêm một nữ đều là đỉnh cấp sau đó, mẹ nó chẳng hiểu sao hiện giờ mình lại bị người của Phúc Thanh hội bắt. Mọi thứ, có thể đều đã vượt qua dự đoán của anh ta. Toàn bộ sự phát triển của minh giáo, có thể sẽ vì vậy mà không biết sẽ đi vào quỹ đạo nào. Nghe thấy đám người Lê Văn Vân định nói chuyện lặng lẽ, trong lòng anh ta thầm mắng một câu, nhưng không nói ra lời. Những người này quá bí ẩn, anh ta không bao giờ nghĩ rằng mấy người Lê Văn Vân lại là sự tồn tại ở đỉnh cấp. Đợi đao ba lên tầng 2 rồi, lê văn vân nhìn về phía lý thu lý thu thở ra một hơi khống chế giọng điệu của mình trầm giọng nói tôi đã nhìn thấy thánh chủ khu đông khi tôi cất súng đi phát hiện bà ta ngồi xổm bên cạnh tôi không hề phát ra tiếng động nào suýt chút nữa đã hù chết tôi rồi đồng tử của cố bạch và trương văn hà đột nhiên co rút lại cố bạch nuốt nước bọt hỏi miêu miêu nữ kia lý thu gật đầu nói đúng bà ta đã nhận ra chúng ta đến đây Bà ta hỏi anh cái gì?" Trương Văn Hà vội hỏi. Lý Thu lắc đầu nói, "Bà ta không hỏi gì cả, nhưng tôi cảm thấy tình hình của bà ta không đúng cho lắm, có mấy lần tôi cảm giác được bà ta đã dâng lên sát ý đối với tôi, nhưng cuối cùng không động thủ, hơn nữa còn nói sẽ giữ bí mật cho chúng ta." Nói tới đây, anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, "Nhưng bà ta bảo Lê Văn Vân đi tìm bà ta, tôi đoán." Nói xong, Lý Thu nhìn về phía Lê Văn Vân và nói với vẻ mặt có phần xấu hổ. Với lại, bà ta phát hiện ra cơ thể anh có chút vấn đề rồi. Lông mày của Lê Văn Vân nhíu lại thật sâu. Như nữ Doãn Nhu, đứng thứ 11 trong thiên bảng, là một người đàn bà có tính cách cực kỳ cổ quái. 5 năm trước, bà ta đã là siêu cấp rồi. Bà ta từng đã từng qua lại với Lê Văn Vân vài lần. Cái gọi là qua lại có nghĩa là cách đây 5 năm đã từng bị Lê Văn Vân đảo bẫy mấy lần. Được rồi, ngày mai tôi sẽ rút ra chút thời gian đi gặp mặt bà ta. Mặc dù lúc trước tôi đã từng lừa dối bà ta vài lần, nhưng nếu bà ta muốn động thủ, bà ta đã làm điều đó từ lâu khi phát hiện ra thân thể tôi có vấn đề rồi." Lê Văn Vân nói, cho nên chắc hẳn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa, bà ta với tư cách là thánh chủ của khu đông, tôi có thể lấy được một số tin tức từ bà ta cũng không chừng. Sau đó anh thở dài một hơi rồi nói, "Được rồi, chúng ta cũng lên tầng 2 đi." Lý Thu vẫn còn có chút sợ hãi. Cố Bạch nhìn anh ta như vậy liền mắng, nhìn anh hèn nhát chưa kìa, thật làm mất mặt những người trong người gác đêm. Thứ hạng của anh lại còn cao hơn tôi đấy, thứ hạng của người gác đêm đúng là có vấn đề lớn mà. Lý Thu mắng, mẹ nó do anh không gặp phải mà thôi. Anh đang đánh người ở phía trên, vừa quay đầu lại đã thấy một người phụ nữ. Mặc váy đen ngồi xổm bên cạnh, tóc tai bù xù, sau đó lộ ra sát khí với anh mấy lần, má nó, lúc đó chắc anh sợ tè ra quần luôn ấy chứ. Cố Bạch Bỉu môi nói, không thể nào, tôi nhớ rằng Miêu nữ khá xinh đẹp mà. Nếu là tôi, tôi quay đầu lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi sẽ hạ gục cô ta, trực tiếp hầu hạ cô ta đến mức ngoan ngoãn dễ bảo, đảm bảo cô ta sẽ trở thành một con mèo dịu ngoan ngay. Trương Văn Hà đá Lý Thu một cước rồi nói, anh ghê tởm cậu đấy. Chương 719, anh đạo ba, vị cứu tinh của khu ổ chuột. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô diện mạo của cô không nằm trong điều kiện theo đuổi của tôi. Cố Bạch Trấn An Trương Văn Hà Cố Bạch, tôi muốn quyết đấu với anh, Trương Vãn Hà càng tức giận hơn khi nghe anh ta nói như thế. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi lên tầng 2. Trên ghế gỗ trong đại sảnh lầu 2, tất cả mọi người đều ngồi trên đó. Đào ba đang ngồi một chỗ suy nghĩ về đời người, nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đang đi tới, lại tuấn vội vàng mở miệng hỏi, thế nào rồi, nói chuyện ổn thỏa chưa? lê văn vân cười với ông ta rồi nói bàn bạc xong rồi sau này người phố này sẽ không phải đóng phí bảo kê hơn nữa cháu và cố bạch cũng tham gia phúc thanh hội lúc đó lương sẽ khá cao chú lại sau này chú gì không cần phải đi làm nữa chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi lại tuấn ngẩn người chu linh vội vàng nói như vậy không tốt tiền của các cậu là của các cậu tôi đã biết các cậu là người có bản lĩnh lớn cho dù vợ chồng chúng tôi không thu nhận các cậu thì các cậu cũng có thể sống rất tốt ở thành phố này." Lê Văn Vân mỉm cười, cũng không ép buộc. Anh biết rằng tính cách của Chu Linh và một số thói quen đã hình thành cả đời của bà ấy khó có thể thay đổi, anh phải dành thời gian và âm thầm giúp bà ấy thay đổi nhận thức mới được. Đạo Ba thở phào nhẹ nhõm, đến chỗ Lại Tuấn xin hai điếu thuốc rồi đứng dậy nói, "Mọi chuyện cũng tạm tạm rồi, vậy tôi cũng về trước nhé." Lê Văn Vân cười với anh ta và nói, "Tôi tiễn anh." đào ba ngập ngừng nhìn lê văn vân rồi gật đầu cố bạch và lý thu cũng đứng lên bây giờ chân khí của lê văn vân vẫn chưa hồi phục họ phải lo cho sự an toàn của lê văn vân khi đi ra ngoài mới được chờ một chút lúc này phạm nhược tuyết đột nhiên lên tiếng sau đó cô trở về phòng lấy ra một ít thuốc rồi nói tôi băng bó vết thương cho anh một chút đào ba ngỡ ngàng trên thực tế mặc dù đạo ba có một chút bản lĩnh nhưng ở đây anh ta cũng là một người khốn cùng anh ta không tham gia bất kỳ thế lực nào và muốn thành lập thể lực của riêng mình, nhưng lại không thể thu hút bất kỳ ai. Anh ta thường làm việc tại một trạm xăng để kiếm chút tiền. Kỳ thật, anh ta thấy chút vết thương trên người ấy không nghiêm trọng, chỉ cần đợi vết thương tự lành là đủ. Xét cho cùng, các bệnh viện ở khu tội ác rất đắt đỏ, hầu hết mọi người đều không vào đó nếu không có gì nghiêm trọng. Anh ta không ngờ Phạm Nhược Tuyết lại là một bác sĩ. Phạm Nhược Tuyết đơn giản lau vết thương cho anh ta, sau khi băng bó xong lại thở phào nhẹ nhõm được rồi sau đó ba người lê văn vân theo đạo ba ra khỏi cửa một nhóm bốn người đi bộ lắc lư dọc theo con phố về phía xa dọc đường thỉnh thoảng có người thò đầu ra nhìn nhưng lần này ánh mắt bọn họ nhìn về phía đao ba không đúng lắm trước đây đao ba thường đến phố này để kéo người nhưng người phố này không thích anh ta lắm cũng không có sắc mặt dễ coi với anh ta nhưng lúc này đây họ biết rằng trong tương lai, con phố này do Đao Ba định đoạt. Một người mạnh dạn hỏi, Đao Ba, tương lai con phố của chúng ta thật sự sẽ không thu phí bảo kê à? Đao Ba không nói gì, trong lòng khá là phiền muộn. Tuy rằng hiện tại đã thắng trận này, có thể có chút danh tiếng, nhưng ở nơi này, nếu không có tiền thì muốn phát triển thể lực vẫn khá khó khăn. Vì vậy, anh ta vẫn chẳng buồn hé răng, thỉnh thoảng, anh ta còn nhìn Lê Văn Vân với vẻ oán hận. Lê Văn Vân mỉm cười với anh ta. Dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều người hỏi thăm, đau ba thở dài một hơi, sau đó xoay người nói, về sau, con phố này sẽ không phải đóng phí bảo kê. Mọi người nghe thấy vậy nên quay đầu lại giống lên một cách hưng phấn. Mức phí bảo kê 500 mỗi người đồng nghĩa với việc mỗi người có thể có thêm 500 lũ ca mỗi tháng sau này. Đây quả là một khoản tiền quá lớn đối với những người dân ở khu ổ chuột này những giọng nói phấn khích từ từ truyền ra khắp đường phố lâu lâu có người hét lớn đao ba cảm ơn cậu hôm khác tới nhà tôi tôi không bao giờ đuổi cậu ra ngoài nữa tôi mời cậu ăn cơm anh đạo ba vị cứu tinh của khu ổ chuột nhiều lời khen ngợi khác nhau bắt đầu lan rộng những tưởng lúc đầu đao ba và lê văn vân chết chắc lúc này đây họ chỉ có thể dành niềm biết ơn từ tận đáy lòng mình cho mấy người đao ba và lê văn vân trên khuôn mặt chán nản của đao ba cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thế nào không thu phí bảo kê nhưng vẫn có chút của cải tinh thần mà lê văn vân vỗ vai đao ba đao ba thở dài nói cái này không quan trọng không có các anh thì tôi cũng không thể thắng được dù sao thì cũng đã cải thiện danh tiếng trên con phố này sau này có thể tuyển người sẽ dễ dàng hơn hôm nào tôi lại đến con phố này chọn một tòa nhà không có người ở và biến nó thành tổng bộ của chúng ta Bốn người vừa nói vừa lắc lư về phía cuối phố. Lê Văn Vân kéo vai Đao Ba và nói, "Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về đại ca của anh đi." Chương 720, chuyện này cũng phải 15, 16 năm rồi. Đao Ba ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám người Lê Văn Vân. "Hai, nếu anh muốn nghe thì nói cho anh nghe một chút cũng không thành vấn đề." Đao Ba thở dài nói, "Đại ca của chúng tôi à." Nói như thế nào nhỉ? Đó là người có ơn cứu mạng với tôi." Đào Ba thở ra một hơi, ánh mắt như rơi vào quá khứ. Anh ta cười khổ nói, "Chuyện này cũng phải 15, 16 năm rồi. Lúc đó tôi vẫn còn là một thiếu niên ngỗ ngược, đầu vẫn chưa chọc và cũng khá đẹp trai. Khi đó, rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi tôi. Tôi rất bối rối không biết mình nên chọn kiểu phụ nữ nào." Đào Ba nói xong, trong mắt tràn đầy thổn thức. Anh ta nói xong liền nhìn về phía cố bạch nói, lúc đó, chắc là tôi còn đẹp hơn tên nhóc này vài phần cũng nên. Cố bạch trợn mắt mắng, anh đau ba à, chúng tôi muốn hỏi chuyện về đại ca của anh, chuyện của người đàn ông lưu lạc đeo song đao trên lưng, không phải chuyện của anh nha. Đào ba vội ho khan một tiếng rồi nói, nhắc đến quá khứ, tôi không khỏi nhớ nhung những ngày đó. Tóm lại là tôi được đại ca của tôi cứu, anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, tôi bị kéo vào người gác đêm, sau 2 năm ở đó, tôi gia nhập tiểu đội của đại ca. Thời điểm đó, tôi mới ngoài 20 tuổi. Đào ba nói đến đây, ba người Lê Văn Vân vội vàng ho khan một tiếng. Sau đó thì sao, các người là đỉnh cấp thì chắc chắn cũng biết tới người gác đêm. Người gác đêm được chia thành nhiều bộ phận. Lúc đó chúng tôi đến từ hoa hệ. Sau đó giữa các bộ phận sẽ ngẫu nhiên trao đổi giao lưu với nhau. Đại khái đều là tiểu đội từ 25 tuổi trở xuống mang đội tham dự. Đào ba nói, trái tim của Lê Văn Vân khẽ động, lúc đó bọn họ cũng đã từng tham gia, và lần đó, 11.762 họ đã giành được vị trí đầu tiên với tư thái nghiền áp. Nhưng vào thời điểm đó, Lê Văn Vân đã hoàn toàn nổi tiếng. Đào ba tiếp tục, sau đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến Europa cùng nhau. Trận đấu đó là do đem, người đứng thứ ba trên thiên bảng hiện tại tổ chức. Sau đó để, đại ca của chúng tôi phát hiện ra điều gì đó. Hả? Lê Văn Vân nhìn về phía anh ta. Vốn dĩ giao lưu kiểu này là đến lúc thì dừng, nhưng lần đó lại xuất hiện rất nhiều điều ngoài ý muốn, người tham gia chết rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại ba người, tôi, đội trưởng và vợ đội trưởng. Đào ba thở hắt ra, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, tính cả thành viên của tiểu đội chúng tôi lúc đó, rất nhiều người đã chết. Và chúng tôi vô tình phát hiện ra người khởi xướng sự việc này chính là đem của bên tổ chức. Lúc đó ông ta đã rất già, để kéo dài tuổi thọ Tôi không biết ông ta lấy đâu ra một phương pháp bí mật, sử dụng tính mạng của những thiên tài trẻ tuổi này, dùng dụng cụ để hút máu của họ, có thể khiến ông ta sống lâu hơn. Đào Ba thở ra. Lúc đó, đội trưởng của chúng tôi đã báo cáo lên trên, nhưng phía trên hoàn toàn không tin. Đào Ba thở dài một hơi rồi nói, "Vì vậy đội trưởng của tôi quyết định lấy cái chết chứng minh. Để báo thù cho đồng đội, đội trưởng lúc đó vốn là con cưng của trời, tuổi còn trẻ đã trở thành top 10 của người gác đêm." nhưng anh ấy vẫn không chút do so dự, cầm dao xông thẳng vào nhà đem. Bị đem bắt giữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền